Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ngồi đây á, ai cũng có phước hết á, không có ai là không có phước hết á. Nhưng mà phước của mình là phước phần thôi, phước từng phần, chứ không phải là trọn vẹn tất cả. Có nhiều khi mình hơi thấp nhưng mà được cái mình đẹp. Thật ra mình được cái phước đẹp nhưng mà không có được cái phước chiều cao. Thật ra cái đó là phước phần đó. Đó là nhiều khi mình được đẹp nhưng mà mình hơi chậm, mình không có được cái phước của sự hiểu biết nhiều. Chậm thôi chứ không phải là không biết. Đó, vân vân. Thì cái câu hỏi ở đây á, là cuộc sống ra sao để biết mình hết phước? Thật sự ra phước là gì? Là những điều kiện tốt mà chúng ta đang có. Bây giờ quý vị có điều kiện tốt không? Có hết. Dù mình không có việc làm full time nhưng vẫn còn làm part time. Dù mình không cái việc làm mình lương không cao nhưng mà vẫn có lương. Và thậm chí bây giờ mình thất nghiệp đi nữa thì mình vẫn có tiền thất nghiệp. Mà lỡ tiền thất nghiệp hết rồi mà tiền chưa có nữa thì có gì? Tiền chính phủ, welfare, đó không? Food stamp. Cho nên phước là ai cũng có, chỉ có điều là nhiều hay ít. Và hằng ngày chúng ta đang sử dụng phước của mình hết đó. Ví dụ như mình có tiền, có xài tiền không? Mỗi ngày phải xài, đổ xăng nè, mua đi chợ nè. Tất cả mỗi ngày chúng ta đều sử dụng tiền của mình hết, tại vì mình đi làm có tiền. Vậy thì mình có phước và mỗi ngày mình cũng đang sử dụng cái phước của mình. Cái quan trọng là gì biết không? Phải có chánh niệm tỉnh giác để xài tiền. Có tiền mà không có chánh niệm thì tiền sẽ dễ bị thất thoát, tốn tiền vô ích. Phước cũng vậy thôi. Ví dụ mình có nước xài là có phước, nhưng đừng có phí nước. Mình trong khi mình khát nước, hồi nãy mình khát nước quá, mình xin cho mình một chai nước, nhưng uống xong mình vất nửa chừng. Một lát á, đi kiếm chai nước không được cái thôi sao? Thôi kệ đi, bỏ đại đi, đi lấy chai khác. Mình tập thành một thói quen là mình không bao giờ biết tiết kiệm cái chai nước của mình, biết gìn giữ cái chai nước của mình. Mặc dù nó là một chai nước thôi, nó có giá trị gì đó, nhưng mà trong lúc mà khát nước, nước ở đâu giải cứu cho mình? Vậy mà tại sao mà mình nhấp một miếng cho nó đỡ thấm giọng rồi thì mình lại phí chai nước đó? Nhiều người người ta không biết, người ta đem đi người ta đổ bỏ. Như các chùa đi gom nước còn đi tưới cây. Mà quý vị biết là mấy thầy mấy cô còn đi gom mấy cái nước đó để nấu lại mà uống, chứ không dám bỏ. Đấy, mấy sư cô ở đây cũng làm vậy đó, gom nước nấu thành nước sôi uống. Thành nếu mình có phước thì mình phải ráng xài phước, nhưng đừng có phí phước. Xài không ai cấm hết á. Như tiền của mình xài, nhưng đừng có xài không đúng chỗ thì gọi là gì? Phí. À, mình xài đúng việc là không có sao hết á. Thì phước cũng vậy thôi. Mình có phước là mình xài phước, nhưng rác kiệm phước, tích phước. À, phước nó có tích phước nè, xài phước nè, kiệm phước nè, rồi gì nữa? Tổn phước nè. Mới tổn thôi chứ chưa một ngày nào đó hết sạch thì sao? Mất phước. Còn nếu mà mình khổ nữa mà không có gì, phải bòn phước. Nhiều khi mình không có tích phước, có đâu tích. Chứa mà, người ta có người ta mới chứa. Mình không có thì mình phải đi bòn. Bây giờ bòn phước bằng cách nào? Thấy một cái vỏ chai bể ở ngoài đường, lượm gói bỏ recycle hoặc là thùng rác. Thấy một miếng rác dơ lượm lên, mở cái tủ chén ra, thấy có một cái chén dơ bỏ ra rửa. Này không phải của tôi. Ly á, mình xài á, cầm lên ngắm vậy nè, coi nó trong không. Mà lỡ nó không trong á, thì mình lại đem đi rửa là mình xài. Những ly dơ khác để nguyên không đụng tới. Thành ra nhiều khi cuộc sống của mình á, mình có những cái hành xử nó nhỏ nhỏ không ai thấy, nhưng mà hai bên là thấy nè. Hai bên là thấy, thường người Việt mình gọi là cái gì? Hai bên gia giác. Nói theo Phật giáo là gì? Ông thần câu sanh. Thần câu sanh trong kinh Dược Sư nói là gì? Ông thần nghiệp sanh chung một lượt với mình. Thành thử ra tội phước là do mình.
đâu có ai gắn ghép, ai đâu có ai ban phát cho mình được đâu. Thành thử mỗi ngày mình xài. Ví dụ như quý vị ăn á, mà ai mà có một thói quen mà hay bỏ mứa đó, ráng đừng có làm, đừng có tập thành thói quen đó. Và mình cứ quan niệm rằng á, ăn mà sạch bách á, người ta nói mình ham ăn, ăn tới cạn tàu ráo máng hết. Cho nên ăn phải để thể hiện mình là người sang trọng. Ăn phải chừa lại miếng, không có sang trọng chi mấy chuyện đó. Người ta múc ra một tô cho mình ăn là người ta muốn mình ăn hết, chứ mình ăn chừa là ta nghĩ là đồ dở, mình bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô còn lại nói trời chị này sang ghê nha, ăn chừa. Mà người ta nhìn cái tô mà còn, ta nói trời ai mà ăn phí quá bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô đó mà còn lại mà khen mình đâu. Thành thử ra người ta cứ nói mình câu thôi là tổn rồi đó. Giống như là người ta lấy cái tay người ta quẹt lên cái mà trăm người lận trăm cái quẹt. Nó vậy thôi. Một là nó dơ, hai là nó sạch sơn. Thành thử ra tùy theo cái khả năng của mình. Cho nên đại chúng nhớ, mình có phước hết chứ không phải không có phước đâu. Quý vị có cái phước của con mắt không? Có không? Có nè, cho nên mình mới thấy rõ mọi việc nè. Mà mình có phước hơn nữa đó là mất hai mí đó. Mà bây giờ nhiều người người ta có phước, có mắt hai mí, nhưng mà ta thích làm Hàn Quốc, ta đi cắt xuống còn một mí thôi. Bây giờ là người Việt Nam mà không thích, thích Hàn à, làm tóc kiểu Hàn, tóc kiểu Thái đó. Thành thử ra mình có phước hết, nhưng mà chúng ta hãy dùng con mắt của mình để nhìn người bằng cảm thông, bằng bao dung, bằng tha thứ, để cái mắt của cái phước của con mắt mình nó không mất mà nó tăng. Mình có cái phước của cái miệng, nhưng mình phải sử dụng cái miệng mình nói những lời ái ngữ dễ nghe, để cho người khác không tổn thương bởi cái lời nói của mình. Đến khi nào, một lúc nào đó đó, mình hết phước rồi, mình tự nhiên mình sẽ cảm nhận được à. Mình sẽ cảm nhận được mà giờ mình nói không được nữa. Hồi xưa mình nói được mà mình không có dùng cái lời nói mình một cách ái ngữ. Cho nên mình có lỗ tai nghe, phải lắng nghe cho kỹ. Cho nên khi mà mình đi nghe pháp cũng vậy. Đi nghe pháp là mình lắng nghe chứ không được nói chuyện. Không phải mình tổn thương ông thầy mà mình làm động chúng. Chúng mới quan trọng, chứ còn ông thầy nói có mình cá nhân ông không ăn thua gì hết trơn. Đại chúng ta nhìn mình, trời chỉ được phải, anh kêu kỳ vậy, đang nghe pháp mà nói chuyện. Một người nghĩ, hai người nghĩ, ba người nghĩ, bốn người nghĩ, tổn phước. Nhưng mà cái chữ tổn ở đây không phải tội nha. Tự mình có cái duyên lành ngồi trong pháp hội nhưng không để tâm lắng nghe. Mình ngủ cũng được, nó không sao hết đó. Mình ngủ cũng được nó, tại vì mình ngủ ít nhất mình chỉ ngủ phần mình thôi. Mình không làm động người khác. Cũng giống như trong đời sống hàng ngày, giữa uống rượu và bán rượu cái nào tội hơn? Bán rượu. Mình có uống rượu mình say, mình một mình thôi. Mình bán rượu là nhiều người say. Phạm giới á, phạm giới đó, một mình tội thôi. Mình phá giới một mình tội thôi. Nhưng mà mình phá kiến á, tức là mình đem cái tà kiến cố chấp của mình đi nói người này, mình nói người kia, để người ta cùng một cái tà kiến giống mình á, lỗi hơn. Tại vì này mình đi tuyên truyền nhiều hơn. Cho nên bản thân phạm giới một mình mà phá giới một mình tội, mà phá kiến á, thì nhiều người sẽ đi theo mình, không nên. Cho nên mình thực tập đến những cái nơi trang nghiêm mà pháp hội đông đảo thì chúng ta nên tự tôn trọng bản thân và tôn trọng cái pháp hội, tôn trọng cái môi trường, tôn trọng đại chúng chúng ta giữ. Pháp Hòa sẽ có dịp nói cho đại chúng nghe, người nghe pháp phải hội đủ 5 điều kiện, chứ không phải vô đây ngồi nghe là được đâu. Người nói pháp cũng phải có những điều kiện để nói pháp, chứ không phải muốn nói gì nói. Cái này là Phật tổ dạy. Mình nói pháp phải bằng tâm từ bi, mình phải nói pháp phải tâm bình đẳng. Mình nói pháp vì không lợi dưỡng. Cho nên tất cả đều là phước của chúng ta cả. Thế nên cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm, tỉnh giác để chúng ta nhận thức cái phước của mình không. Mình không có cơm nhưng mình có cháo, có cháo là có phước rồi đó. Mình không có tiền nhưng mà mình vẫn có vật dụng mình xài.
Đó, bây giờ ví dụ như cái thời Covid-19 đó, giữa mạng sống và tiền của, lúc đó mình thấy cái gì quý hơn? Mạng sống thôi. Lúc đó mình cảm nhận rằng hình như mọi người không ai quan trọng điều gì nữa hết, và lúc đó chỉ muốn bảo vệ cái mạng sống của mình thôi. Và lúc nào mình cũng đi rửa tay, sát trùng, làm đủ thứ hết. Và cuối cùng chúng ta thấy, hằng ngày chúng ta không thấy điều đó, nhưng một biến cố trong xã hội, trong đời sống xảy ra, tự động mọi người thu nhiếp trở lại liền. Đa phần chúng ta là thích đi ra ngoài, không thích ở trong nhà. Nhưng mà dịch bệnh rồi á, thích ở nhà hơn, không dám ra đường, phải không? Mà gần như là có nhiều người sợ hãi hơn ở mình thôi. Cho nên cuối cùng trở về bên trong của mình vẫn là cái chính. Thưa đại chúng, mình có phước được sanh làm người, được đầy đủ mắt tai mũi miệng, được nghe chánh pháp, được gặp bạn lành, được gặp những đạo tràng có tu tập, có hạnh. Đó là cái phước của mình. Còn ví dụ lỡ mình thiếu một hai cái cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn không có phước, mình chỉ thiếu thôi mà. Cho nên là nãy Pháp Hòa nói đó, hiếm ai mà phước toàn vẹn, phải được cái này mất cái kia. Hiểu được như vậy tâm mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái gì mình đang có phước đừng tổn nó, đừng phí nó, vẫn cứ xài, nhưng mà xài một cách chánh niệm, đừng để phung phí. Nước mà xài tiết kiệm á, thì nước mình xài lâu, mà hễ mình xả nước phung phí thì nước nó mau hết. Vậy thôi. Cái thời mà mình đói thì bữa nào mình ít thức ăn thì mình ăn từ từ, ăn nhín nhín. Hồi nhỏ bà nhớ ăn nhín nhín bà chín bẻ răng. Ăn nhiều nhiều bà tiều bẻ cổ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Kính cho con hỏi. Mỗi ngày tụng kinh 15 phút, nhưng con không tưởng tụng được mỗi ngày, mà một tuần con tụng một lần một cuốn kinh, có tội không thầy? Thì có gì đâu tội. Ở đây ai đã từng ăn cơm có một cục thịt mà để dành lại ăn cuối cùng? Có ai ăn kiểu đó không? Hồi nhỏ mình chan nước thịt vô cơm, cái ngồi ăn cơm không với nước thịt, để cục thịt lại để làm chi biết không? Ăn cho nó ăn cho nó ngon, nói theo ngoài đời là ăn cho nó đã. Thật ra mình ăn từ từ hay mình ăn trọn vẹn cũng là mình ăn, nhưng mà mình biết cái thời, cái tụng kinh cũng vậy, có thời giờ mỗi ngày 15 phút, không có thời giờ một tuần tụng một lần. Nhưng mà mình tụng một lần và mình không tụng mỗi ngày không phải vì mình làm biếng, mà vì hoàn cảnh không có. Hai cái nó khác. Có thì giờ mà không tu thì mới rơi vào giải đãi. Còn tranh thủ thời gian một tuần dù một lần vẫn hành trì, đó là tinh tấn. Quý vị hiểu ý ha? Vì hoàn cảnh không ăn chay được nhiều, một tháng chỉ 2 ngày. Nhưng mà có hoàn cảnh mà mình vẫn ăn, mà đôi khi mình không nguyện hay là mình quên, thì mình không có chuyên cần trong cái việc đó thì cũng đâu có sao. Bất quá là mình rơi vào cái quả là giải đãi thôi. Có ông thầy á, mỗi ngày ông không cho đệ tử ăn đậu hũ. Ông kho đậu hũ, cái ông bắt nhỏ quẹt nước tương ăn không à. Thầy sao thầy không cho con ăn đậu hũ? Thầy ông nói để yên đi con, cho nó thấm. Cứ vậy đó. Cái một ngày nọ ông đi ra ngoài sân, ông tưới cây cái ông té cái ạch. Con đỡ thầy lên con. Nói thôi thầy nằm yên đó đi cho nó thấm. Nhân sao quả vậy mà. Giống như có cái ông đó, ông chuốt một cái miếng dừa. Thì đứa con nó hỏi ba làm miếng dừa làm gì? Cái trái cây tráo dừa khô rồi ông nạo, ông làm cái chén vậy đó. Ông mới nói bà nội của con ăn cơm làm rớt chén bể hoài à.
tốn kém của ba quá, giờ ba cho bà nội con ăn cái trái miễn dừa khô để bà nội con khỏi làm đổ làm bể. Kê nó mới nói khi nào ba làm xong, bà nội ăn xong, ba nhớ dễ giữ lại cho con. Hỏi làm chi vậy con? Nửa ba già con cho ba ăn lại. Tại vì nó đơn giản là ba nói bà nội già lẩm cẩm sẽ bị rớt chén bể, thì con biết rằng một ngày nào ba cũng sẽ đến cái giai đoạn già lẩm cẩm và rớt, con làm cái nửa mất công. Phải không? Mà cái này sẵn nó không bể, bà nội xài hết ba để đó con. Phải không? À, giọt nước trước đi sao thì giọt nước sau nó đi như vậy. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy. Nếu mình không tin điều đó, hãy đi tìm tới những giọt nước mà chúng ta nhìn. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, mỗi giọt không bao giờ sai lệch. Nếu mình không tin nhân quả thì cứ đi tìm những giọt nước nó chảy mà nhìn vào nó. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, đích đích bất sai di, giọt giọt nó không bao giờ nó sai được. Cho nên á, phước á, muốn tìm cũng rất dễ, nhưng muốn mất phước cũng không khó. Cũng không khó, muốn mất là mất liền á. Giống như mình nấu nguyên một cái nồi súp rất là ngon, chăm chút từ sáng tới giờ, đi ra dắp một cái đổ hết xuống đất, y chang như mình thôi. Nhất là những vị nào mà làm việc thiện, cẩn thận. Nhiều khi nguyên cuộc đời của mình làm thiện, cả một ngày mình làm lành, chỉ một lời nói, một hành động bất thiện của mình mất hết. Con có tấm hình Phật đang thờ nhiều năm nay đã phai màu, cô muốn thay mới tấm hình khác, nhưng vì tấm hình hiện tại đã được chú nguyện nên không biết có được không. Hiểu ý không? Hình đó đã có blessing rồi, và bây giờ mà đem bỏ không biết có được không. Có sao đâu, cũ mình đốt vì nó cũ mình đốt, chứ không phải là vì đang còn tốt mà mình bất kính mình đem bỏ. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ thời bây giờ người ta không còn xài CD DVD nữa. Ngày xưa quý vị đi chùa, quý vị lượm CD băng giảng về để một tủ. Bây giờ thời bây giờ là lên YouTube không à, lên YouTube không à. Thì bây giờ cái dĩa đó mình làm cái gì? Để vô recycle, không tội lỗi gì hết. Vì nó thủy chung nó cũng từ một cái dĩa recycle. Rồi mình thâu cái bài giảng đó vô mình nghe, bây giờ mình không xài nữa thì mình để nó vào recycle, để người ta tiếp tục chế tải nó làm một cái vật khác để mình sử dụng. Mình đâu có phí phạm đâu mà mình sợ. Kinh sách cũng vậy. Kinh sách cũng vậy. Thí dụ bây giờ có những quyển sách nó hư rách, hoặc là nó không đủ trang, nó có vấn đề, recycle cũng không sao. Ở đây chúng ta làm vì hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta làm đúng việc, chứ chúng ta không phung phí, chúng ta không bất kính. Hình Phật cũ hư phai màu chúng ta đốt để chúng ta thay bức khác. Bức này ngày xưa đã từng chú nguyện thì giờ mình có bức mới thỉnh chú nguyện tiếp, chứ không có gì cả. Thưa đại chúng và quý vị nhớ vậy nè, khi mà mình làm việc gì trong Phật Pháp á, cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn lại cái tâm khởi của mình khi làm, để chúng ta không có cảm thấy là hình như cái này bị tội, cái kia tội. Rồi rốt cuộc á, mình tu Phật phước đâu không thấy, mà thấy rốt cuộc thấy tội không à. Phật thì khuyến khích mình tu, nhưng mà nói hồi cái đừng đi ngang Phật tội, đừng ăn chén của thầy tội, ngồi ghế của thầy tội. Không? Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tỏ lòng sự cung kính thôi, chứ không có gì hết á. Đây cũng giống như câu kế nè. Thường thì thức ăn cúng dường chư tăng ni trước rồi Phật tử mới được ăn. Khi chồng con nấu thức ăn, con múc ra ăn thử một muỗng thấy ngon quá, nên con đem cúng dường chư tăng. Vậy có tội không? Anh thầy đâu có tội mà cảm ơn nữa. Cô thử ngon mới tới em. Chứ nếu cô không thử mà cô đem dở, em hưởng hết làm sao?
giống như ở trong triều đình mà trước khi đem lên cho vua thì quan phải thử trước vậy đó. Thật ra cái này đâu có gì tội đâu. Hồi nãy mình không có cái ý đó, nhưng mình thử một miếng mình thấy ngon, thì khi mình thấy nó ngon mình nhớ tới chư tăng chư ni. Đó là niệm, mà niệm tăng. Khi mình nhìn Phật, mình nói Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật. Đó là niệm Phật. Một khi nào mà một thấy một cái người đó, người ta giận tức quá, người ta muốn chửi bới lên, mình tới mình nói: chị ơi chị, một câu nhịn chín câu lành, nhẫn một lần sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mình nói cho ta nghe, vậy gọi là niệm pháp. Chị đừng có nóng giận như vậy, mình thương thầy trụ trì, mình thương quý thầy, mình bỏ qua đi chị. Niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đừng có làm cái đó, tội phạm giới. Bây giờ tôi lấy chiếc nhẫn này, ai bỏ quên trong cái sinh này mà lỡ chị thấy là thôi tôi chia hai. Thôi chị ơi, mình trả lại cho người ta đi, tôi biết cái này nó nhiều tiền lắm, đừng có làm chuyện đó. Thì mình nhắc nhở đó là niệm giới. Vậy thì khi mà mình múc thức ăn ra mình thấy ngon, mình phát tâm mình cúng dường cho quý thầy, chứ mình đâu có làm gì đâu mà tội. Thành thử nhiều khi mình không hiểu đó, mình cứ nói riết cái người ta nghĩ quý thầy là cái gì đó, ở trên dữ lắm, không có được đụng vô. Không có phải vậy, quý thầy cũng là người bình thường, mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà có cái điều là mình làm tất cả bằng sự cung kính, vậy thôi. Mình có kính á thì mình được cái phước. Chư tăng á có thể không cho mình phước, nhưng mà là cái điểm tựa để cho mình tạo phước. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói vậy, tượng Phật không cho mình phước, nhưng mà Phật tượng giúp cho mình tạo phước, vì mình biết sanh tâm cung kính. Con có một đứa bạn trai, con vô tình phát hiện nó nghiền hút heroin nhẹ thôi, xin thầy dạy cho con phải đối xử với nó cách nào. Con cần phải nói cho nó biết hay không, hay nên tiếp tục quen nữa không? Nếu mình nhìn người đó là một người bạn, bạn thường hay là người yêu, mà mình biết người đó đang làm cái điều không đúng, tổn hại đến bản thân họ, chứ chưa tổn hại ai, bản thân họ thôi, thì mình thương họ cũng như thương mình. Thí dụ lỡ mai này mình thương họ thật, mình lấy họ làm chồng, thì mình cũng muốn họ chuyển hóa. Nhưng mà may mình chưa, họ chưa là chồng mình, chỉ là bạn thôi, thì mình nên thành thật ái ngữ, đem bất cả tất cả lòng từ bi của mình để nói cho người đó biết, để người đó phục thiện. Nhưng mà muốn nói thì mình phải học cách nói, thấy không? Tôi biết bạn đang xài cái này, nhưng mà bạn có thể thương bản thân bạn, thương cha mẹ, thương tôi, mà bạn có thể giảm và từ từ dần đến bỏ. Tại vì mình sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình. Mình nói như thế nào để người đó nghe mà cảm động, cảm thông, và người đó sẵn sàng. Bạn thường thôi cũng nên làm. Tại vì bạn có 7 cách để mình thể hiện tình bạn. Trong đó có một điều là chúng ta nên khuyên bạn khi thấy bạn làm sai. Chúng ta không bỏ bạn khi bạn rơi vào cái tình cảnh khó khăn, phải không? Cho nên đó là những cái cách mà để thể hiện cái tình bạn của mình. Còn ví dụ mình nói hết sức rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì chừng đó mình đành bó tay chấm cơm. Nhưng mà không thể thấy người ta như vậy mà không nói gì hết. Mình chưa thử làm sao biết duyên của mình. Cho nên cứ hóa độ họ theo cái khả năng của mình. Còn họ không được nữa thì cái đó tùy vào cái phước duyên, cái phước nghiệp của họ. Kính xin thầy giải thích cho con tại sao ăn chay không được uống sữa bò nhưng lại được ăn cheese. Dạ đâu có ai quy định cái đó. Cái chuyện mình ăn chay á là mình không giết con vật để mình ăn thôi. Còn con vật nó còn sống mà nó vẫn cho sữa, nó vẫn cho những cái thực phẩm để mình ăn.
thì cái đó không có sao. Mình muốn thì mình ăn. Trừ những người vegan. Vegan là những người ăn chay mà thật thật luôn á, nghĩa là ăn mà ăn kiên cử đó. Cái gì mà liên hệ đến con vật là không ăn. Tại họ quan niệm là bò nó cũng phải vắt sữa ra để mà họ lấy sữa nó, rồi biến chế ra thành cheese, thành bơ, mình không ăn. Thì đó là những người vegan. Còn mình ăn chay thì trên nguyên tắc là không giết con vật, lấy thịt, lấy máu nó để mình ăn thôi. Con vật còn đang sống, mình đoạn mạng của nó mình ăn thì mình không ăn. Còn những cái gì mà nó lưu xuất ra, những cái thực phẩm của nó như nước sữa để chế ra những món ăn khác, mình sử dụng được, vì mình chỉ là ăn chay thôi. Còn trừ khi nào mình vegan thì khác. Còn ví dụ mình không ăn cũng không sao hết. Còn ngược lại quý vị ăn chay đi, thí dụ quý vị ăn chay mà quý vị cũng đang thực tập rằng không ăn trứng, không ăn sữa, không ăn bơ, không ăn phô mai, không ăn cheese, cũng không sao. Đừng nghĩ rằng mình ăn như vậy mình cao đẹp hơn, cao thượng hơn những người ăn. Thành Phật không ở mấy chỗ đó. Thấy không? Mà nếu mình ăn được như vậy là phần mình. Còn ai chưa ăn được mình cũng không nói gì, vì mỗi người mỗi cái cách ăn. Mình nói tức là mình chưa giải thoát, mình dính vào cái pháp của mình. Thật ra mình cứ nhẹ nhàng thôi. Ai ăn được, mình ăn được thì cứ ăn. Người chưa được thì bình thường. Tại cái chính là người ta không giết hại để người ta lấy sinh mạng người ta. Cho nên các vị bây giờ mình vẫn ăn sữa, ăn bơ, ăn cheese bình thường. Chỉ điều không giết con vật để lấy thịt, lấy máu của nó mình ăn thôi. Thầy ơi, nhà ở Mỹ có cần thờ ông Địa, ông Thần Tài không? Nhà ở Mỹ ở đâu cũng vậy. Ông Thần Tài, ông Thổ Địa nó không nằm trong cái một trong những cái phương cách thờ của Phật giáo. Nó là những cái tín ngưỡng nhân gian. Tuy nhiên, đạo Phật không có bài xích. Phật tử ai chưa thờ thì khỏi thờ. Nhưng lỡ trước kia mình đã thờ, bây giờ mình hiểu rồi, cũng không cần dẹp, cũng không cần cất, vẫn cứ thờ. Nhưng bây giờ sự thờ Thần Tài Thổ Địa của mình không còn mê tín như ngày xưa, là thờ ổng để ổng cho mình trúng số, để ổng giữ nhà cho mình, ổng cho mình tiền bạc, ổng cho mình làm ăn. Không còn cái cách mê đó nữa. Mà bây giờ mình thổi vào cái bàn thờ ổng Thổ Địa Thần Tài một chánh tín. Theo quan niệm của ngũ hành tương sanh, đây là ngũ hành tương sanh chứ không phải là ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sanh là thổ sanh kim, hiểu không? Thổ sanh kim là trong đất có vàng. Còn tương khắc là hỏa khắc mộc, hay là thủy khắc hỏa. Đó là nó khắc, gọi là tương khắc. Còn nó tương sanh là nó có cái tương duyên để nó sinh ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có tương sanh, nó có tương khắc. Bây giờ nếu nói trên phương diện tương sanh thì đất sanh kim, cho nên thờ Thổ Địa Thần Tài. Vì tài là tiền của, mà tiền của là kim. Kim là đất sanh kim. Vậy thì thổ là mảnh đất mình đang sống. Nói cách khác là tâm của mình. Tiền của là do mình làm ra. Từ trong lòng mình, từ khả năng tự thân làm ra có tiền mình sống. Nhưng nếu tự thân tự tâm mình biết sử dụng, biết giữ tiền, tiền nó mới còn với mình. Vậy có phải là ông Thần Tài ông giữ tiền mình không? Vậy thì bây giờ có ông phải ông thần nào ở ngoài không? Ông thần này bây giờ là ai? Mình. Vậy thì chữ thần trong lúc này nó nghĩa là gì? Là đạo đức, là khả năng giữ của. Mà khả năng giữ đây là gì? Không phung phí chứ không phải là không xài. Chứ không phải là không xài. Mà nếu không xài thì không phải là người giữ của, mà là người keo. Còn xài mà xài đúng mức là người chi dùng, có tiết kiệm. Còn có mà ông ra mình ăn mình tiết kiệm. Giống như có tiền phải để vô cái trương mục saving account. Tiền của mình có một phần để xài, một phần đi mình invest, tiết kiệm. Thì bây giờ mình thổi vào đó một cái ý niệm, một cái chánh tín, một cái lý, một cái ý, một cái đạo lý,
thì tự nhiên thần tài thổ địa lúc này sao? Không còn là mê tín như trước kia nữa. Mà bất cứ việc gì cũng vậy hết, chứ không phải riêng cái chuyện thổ địa thần tài này. Quý vị thờ ông Táo, quy y rồi cũng không cần dẹp ông Táo. Nhưng mà bây giờ ông Táo này, cái bảng chữ Tàu ghi ở trong cái bảng thờ ông Táo, Định Phúc Táo Quân. Tại sao gọi là định phúc? Cái phúc báo, cái phước báo mà nó, cái gia đình này nó có an định, nó có ổn định hay không, tùy vào cái sự hạnh phúc nấu nướng gia đình của mình. Nếu mà một người vợ vẫn còn vui vẻ để nấu một bữa ăn cho gia đình thì gia đình này là phước, hạnh phúc. Chồng mà còn biết, con và chồng còn biết trở về nhà để thưởng thức những bữa cơm chiều với nhau thì gia đình này còn hạnh phúc. Vậy thì mỗi lần nhìn lên bàn thờ ông Táo, nhắc nhở cho con hãy nấu ăn trong hạnh phúc. Tại vì chồng con về, còn về ăn cơm với con, con của con còn về ăn cơm với con. Mà nếu như mình bực bội, mình la lối, mình khổ sở thì một ngày nào đó nó thôi má khỏi nấu nữa, con ăn cơm con phiền quá. Cho nên nhớ người ta ăn đừng có lải nhải, để cho người ta ăn. Ăn đi rồi đi, ăn đi rồi báo tao. Thành nữ là cái này không phải định phúc nha. Cái này không phải định phúc, là mình gì, mình nại phúc. Nại cho nó đi cho lẹ. Người ta ăn mà người Việt mình hay dùng cái từ là trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời ông đánh mình mà ông còn né cái bữa ăn đó, để cho mình ăn cho đàng hoàng. Còn giờ mình cứ lựa giờ người ta ăn ngồi tụng không à. Thành thử má cho con ăn được không? Thành thử nó nhiều khi nó ăn mới có 2-3 miếng thôi, nó nói con no rồi. Hỏi sao mày no? Dạ má nói kinh cái con no rồi. Con ngồi đây má hồi hướng luôn chắc chết con. Cho nên định phúc táo quân. Còn thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, tiền hậu địa chủ, năm phương đều có năm chỗ. Mình đi phương nào nếu mình biết cũng sanh ra tiền của, cũng sanh ra phước lạc. Phía sau, phía trước đều có khả năng làm tất cả những việc tốt lành đó cả. Cho nên mình không hiểu thì mình thờ theo kiểu mê tín. Bây giờ hiểu rồi, thổi vào đó thì bây giờ cái việc làm đó nó có chánh tín hết. Và nó là sự nhắc nhở cho mình. Cho nên người Việt Nam mình á, ở trước có ông Thiên, giữa nhà có ông bà, trên ông bà có ông Phật, dưới đất có ông thần tài. Ba chỗ nha: trên Phật, dưới giữa ông bà, dưới ông thần tài thổ địa, sau có ông Táo. Chỗ nào cũng có mấy ổng hết. Mà có mấy ổng thì mình không có làm bậy, không có mình phải biết là mình đang có hạnh phúc. Hiểu ý chỗ đó không? Thành thử ra hiểu được rồi thì mình thấy đó là một tín ngưỡng nhân va gian của người Việt, nhưng Phật giáo không có đả phá. Quý vị nhớ là học Phật á, là không đả phá ai, không chỉ trích ai. Và cái gì nếu chúng ta thu nhận được, chúng ta có đủ chánh pháp, có đủ khả năng để chúng ta làm cho nó đẹp lại. Ở Việt Nam á, có những cái nơi người ta phát nguyện vậy nè: ai có tượng Phật sức tai, mất mũi, méo miệng, hư hao tượng Phật đem tới đó. Họ có một cái nhóm tu sửa tượng Phật là hết, sơn phết là hết, xong họ để đầy trong cái chỗ đó hết. Ai muốn thờ Phật không có tiền ra chợ thỉnh, tới chỗ đó thỉnh miễn phí. Thì mình tu hành cũng thế thôi. Cái ghế nó méo, sửa cho nó ngay. Mặc áo sửa cổ áo. Tại vì sáng nào vuốt tóc, trẻ này có sao đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp mà. Mình sửa được cái sắc tướng của mình thì mình cũng sửa được hành động và cách sống của mình. Đó là đạo Phật. Cho nên bây giờ đạo Phật mình sẽ thấy nó ở khắp cùng nơi, ở dưới bếp, bất cứ chỗ nào. Đậy cái nắp nồi méo, sửa cho nó ngay. Nhưng mà nếu mà đồ thức ăn á, mà mình nấu đang nóng,
mà mình cần phải để thì phải cần phải để méo qua bên để nó đừng có bí hơi, nó không có dễ hư. Vì vậy cho nên có lúc phải đậy kín mà có lúc phải hở nắp. Vậy thì có lúc hở nắp cũng đâu có nghĩa là mình sai, vì mình biết lý do nào mình hở nắp. Quý vị hiểu chỗ đó không? Tu hành cũng vậy, học Phật cũng vậy. Có những lúc tôi đánh nó một cái, nhưng tôi đánh bằng cả tình thương cho nó tỉnh thức, để nó đừng có mê. Dạ bạch thầy, con đọc trong Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn nói nếu người nào đi vào nước quỷ La Sát mà niệm Đức Quan Âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn. Vậy thưa thầy, quỷ La Sát là gì? Ông thầy ông nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, nó cái mặt nó đỏ rần lên. Tại sao thầy nói tôi ngu? A Di Đà Phật, quỷ La Sát tới rồi. Thì nói vừa xong, người đệ tử quỳ xuống lại liền. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con hiểu được đạo lý thầy muốn nói rồi. La Sát đâu có ở đâu. Giây phút nào mình tức giận thì giây phút đó là La Sát. Cái ông kia, ông ăn hiếp một người khác, chập một vị hòa thượng đi ngang. Đạo hữu nên dừng tay, đừng có hiếp đáp người. Cái nhân cái quả, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết. Ông vừa nói xong, hòa thượng sáng ông một bạt tay. Thì ngay lúc đó ông sáng lại hòa thượng một bạt tay. Đạo hữu thấy nhân quả chưa? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đốn. Đốn là nhanh, gọn, chỉ thẳng. Phải không? Cho con. Như vậy thì các vị hòa thượng mà nói những cái điều, có những khi mình vô mình hỏi đạo bị nạt nộ đó, không phải là các ngài không thương mình đâu. Các ngài thấy mình mông lung quá. Tu hành mà cứ nói chuyện bay bổng không, chặt liền đi. Mày khùng quá. Tại sao nói tôi khùng? Nói vậy để chi? Để cho nó đừng có bị vọng tưởng. Như vậy thì quý vị tu, mình biết à, thường á, nắp méo là phải đẩy. Ví dụ như bây giờ theo nguyên tắc là bàn thì phải ngay, nhưng có những lúc cái chỗ đó nó không được thì phải đành méo cái bàn qua một chút chứ có sao. Vậy thì bây giờ quý vị thường nói á, thờ Phật phải thờ xoay ra cửa chính. Bây giờ lỡ cái nhà mình ở trong một cái chung cư, cái cửa nó xây kiểu nào cũng không được hết á. Tốt nhất là bây giờ nó xây vậy này, mà nó xây mặt vô trong nhà của mình được không? Được hết. Phật không có phiền hà gì hết á. Mà Phật ngồi Phật nói chỗ này I am ok. Better than you bring me trong cái closet. Thành ra Phật không có hề phiền hà, chỉ chúng sanh mình là phiền hà thôi. Rồi bắt Phật phải chạy vòng vòng theo kiểu mình vậy đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này, mình mới thấy là học Phật là phải như hiểu phải đó. Tu Phật là phải như vậy. Phật giáo không phải những cái chuyện Phật không có thể tu hành để thành một đức Phật rồi để cho chúng ta thờ cúng lại lục theo cái kiểu nghĩ của mình. Như vậy Phật bình thường quá, bỏ công sức ra để chờ những cái chuyện đó sao? Mà bây giờ mình muốn tỏ lòng tôn kính Phật không? Hãy thể hiện điều đó trong đời sống của chúng ta. Mình sống như thế nào để người ta nhìn mình đúng là nhãn hiệu Phật tử. Còn nếu mà nhắc tới, thôi đừng nhắc tới bà đó. Thí dụ vậy, người ta rùng mình, người ta sợ là biết là mình đã chưa thành công trong sự tu tập. Cho đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Cái gì người ta đưa mình? Thí dụ như người ta tặng cho mình một lon cháo đặc queo, ăn được. Tại mình ăn không được, chứ mình ta thích ăn cháo đặc kiểu đó. Tại vì cháo đặc là cháo Quảng. Cháo của người Quảng nấu đặc. Cháo của người Tiều nấu loãng. Bây giờ mình thích loãng phải không? Pha nước thêm vô, nêm nếm trở lại, có sao đâu. Người ta đưa mình một chén cơm, thích thì ăn cơm trắng, không thích để lên chiên. Ở chùa có nhiều khi mấy thầy nhỏ đâu có biết, còn trẻ mà, thấy mấy tô cơm nó bị nguội á, nó khô hết trơn, đòi bỏ và nó để đó cho thầy. Pháp Hòa đem Pháp Hòa bóp nó ra hết, xong cái pha một chút nước gia vị, rưới nó vô, ngâm đó một chút. Sau đó chừng chút thôi, sau đó bỏ lên chảo xào lên. Một lát cơm á, nó thấm mà nó có gia vị, nó ráo, nó ngon mà không bỏ.
bánh mì cũ phải không, bánh mì khô phải không, quý vị để đó đi, ăn súp, ăn cháo thả vô thay vì ăn giò chả quẩy. Không phí mà chúng ta vẫn giữ được cái nó. Ngay giây phút đó mình hiểu được đạo Phật là gì. Con đi chùa thấy tượng Phật ngọc, tượng Quan Âm nhỏ con thỉnh về, nhưng con chỉ trưng trên bàn hay để chỗ cửa sổ để vậy thôi. Cách đây 2 tuần cháu con tới nhà chơi, cô ấy nói tượng Phật mà gì thỉnh về không thờ mà để vậy là mang tội với Phật, kiếp sau không được đẹp. Thật sự ra cái này cũng là một cái niềm kính Đức Phật, nhưng mà cô không cần phải nói dữ vậy đó. Thật ra cái nào thờ thì mình thờ, tượng mình trưng thì mình trưng, nhưng mình đâu có trưng cái chỗ tầm bậy đâu. Thí dụ tượng Phật không mang vô nhà vệ sinh, mình trưng trong nhà mình, trong đồ tổ, trên tủ, trên gì đó, đấy là tượng trưng. Còn cái tượng nào thờ, cho nên tượng thờ không thờ nửa tượng. Vì cái tượng thỉnh thoảng họ làm cái nửa người á, thấy không? Cái tượng là tượng nghệ thuật trưng thôi, không có đưa cái tượng đó lên. Hễ thờ là thờ nguyên trọn vẹn một tượng, thấy không? Vì sao? Vì đó là cái chỗ để chúng ta hướng tâm mỗi ngày. Bàn thờ là để chúng ta hướng tâm, còn chân là để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thưởng thức cái nét đẹp của tượng Phật, thí dụ vậy. Cho nên hai cái nó rõ. Nhưng mà cho dù có lỡ làm gì đi nữa cũng không có tội gì, bất quá mình không biết thì mình bất kính vậy thôi. Nhưng mà cái đó mình phải nhẹ nhàng. Con thọ Bồ Tát giới tại gia, vào ngày 14-29 con tự Bồ Tát tại gia thì phải thực hiện những bước nào, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Ở dưới tụ kinh đó có cái quyển tụng giới cho Bồ Tát tại gia. Quý vị nào muốn đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì tới chùa xin một quyển đó, về nhà mình thực hiện cái nghi thức đó. Trong đó chỉ dẫn rõ ràng, mình cứ tụng theo 6 giới trọng, 28 giới khinh đó. Xin thầy chỉ dạy cho con cách kềm chế cơn nóng giận đối với sai lầm của con còn. Khi bình thường con rất hiểu tật xấu của mình, nhưng khi cơn nóng giận bộc phát con cứ như là một người mẹ kế. Này rất thành thật. Thật ra thì hôm qua con có một người Mỹ, họ cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Và người Mỹ này còn nói hay hơn nữa, nó nói tôi thường nóng giận như vậy mà bây giờ tôi cảm thấy cái cơn nóng giận này đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Ông Mỹ ông phát biểu vậy đó. Thì bây giờ mình ngồi đây có ai là có người bạn nóng giận chưa? Chắc ít hay nhiều phải không? Quý vị thường biết nóng giận không bao giờ mang lại kết quả tốt. Và thường một người nóng giận là thường nói những cái điều khó nghe. Và ngay câu hỏi nè, con biết con của con có những cái sai lầm, gọi là nóng giận với sai lầm, nhưng họ sai lầm mà mình nóng giận để rầy cái sai lầm đó thì làm sao phục sai? Họ sai thì mình phải tỉnh, mình tỉnh mình mới đủ lý lẽ, mình đủ tỉnh thức, mình đủ cái khả năng mình chỉnh cho người ta sẽ, phải không nè? Thật đấy là người ta đang nóng mà mình đem cái giận tức của mình nói thì không cảm hóa được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đem một cái ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy. Khi Pháp Hòa mở một cái tủ chén ra đó, hồi nhỏ Pháp Hòa chỉ cho mấy thầy cách sắp chén dĩa vào tô, vào tủ. Thì có thỉnh thoảng ban ngày Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa mở một cái tủ chén ra thì chén dĩa nó nằm, chén nhỏ nó nằm ở dưới, cái dĩa bự nó nằm ở trên, nó nằm lung tung hết. Pháp Hòa để yên đó, không có dọn. Để yên đó xong rồi á, chiều đi học về á, vô bếp ăn cơm xong rửa dọn, Pháp Hòa biểu lại, kêu hết lại mở tủ ra. Bây giờ mấy con nói cho thầy nghe cái tủ này nó có gì. Nói dạ ai úp chén không có đúng. Vậy thì bây giờ con thấy cái sai rồi nè, phải không? Bây giờ con chỉnh lại cho nó đúng coi. Tại vì nếu mình nóng ruột á, mình sửa lại hết á, thì một lát mình mở tủ ra mình chỉ á, thì mình chỉ cái gì? Chỉ cái đã sửa mà người đó không thấy được cái sai hồi nãy. Cho nên trước khi mình cho người đó một cái cách
thức chỉnh sai thì cho họ thấy một cái đã sai. Để chi? Để thấy được hai cái khác biệt giữa before and after. Cho nên trước khi đi làm đẹp, người ta sẽ chụp một tấm hình xấu để người ta quảng cáo, sau khi làm đẹp rồi thì anh sẽ thấy big difference. Đó là một cách. Mấy thầy mỗi buổi chiều á, múc một chén, trút một chén cháo ra cúng cô hồn. Thì cái cách nấu rất đơn giản. Khi chùa nấu cơm xong, xới một chén lên cúng Phật, múc một miếng để vô bình thủy, bấm và thêm một tí nước sôi, đậy lại là chiều là gạo nở thành cháo. Ở chùa đều đặn ngày nào cũng giống nhau. Cứ hễ nấu cơm xong, một chén lên cúng Phật, một miếng để vào bình thủy, chuẩn bị cho buổi chiều. Rồi sau đó đại chúng ăn cơm. Đi học về cúng cháo, trút ra cái chén, xong để yên không rửa. 3 lần 4 ngày, 1 tuần 2 tuần cũng còn nguyên. Thôi Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa nói chiều ăn cơm lại, Pháp Hòa nói bắt đầu từ chiều hôm nay tất cả chùa chúng ta ăn cơm xong không rửa chén, đem chén vô phòng cất, ngày mai ra ăn tiếp. Mấy ổng trốn mắt, mấy ổng nhìn Pháp Hòa chứ, trời đất ơi chén dơ vậy sao ăn. Nếu con thích ăn chén sạch, tại sao không rửa bình thủy? Mình thích ăn sạch, cô hồn cũng khoái sạch. Cái gì mình không muốn, không bao giờ làm cho người khác. Đó là cái cách dạy mấy chú ở chùa của Pháp Hòa. Mấy ổng đi học về, lột cái vớ ngược lại, một nùi cát. Vớ ở ngoài thì nó dơ, dục nguyên cục vô trong cái máy giặt á. Quý vị có bị con mình giặt vớ kiểu đó không? Rồi, giặt xong hốt ra còn nguyên cục hết. Pháp Hòa để yên đó. Vớ này sạch hay dơ con? Giờ không biết. Giờ nhìn về đâu có biết sạch dơ phải không? Ngửi cũng hơi thơm thơm. Tại vì ở ngoài nó có xà bông thơm rồi. Pháp Hòa mới nói vớ này đã giặt rồi, nhưng bây giờ con sổ ra coi. Sổ ra cái trong vớ hay cát rớt ra. Con thấy không? Đôi vớ mình giặt mắc cái gì mình không lột nó ra? Mình giặt là giặt cái dơ mà, thì phải tuốt nó ra, vũ cho nó sạch cát, giặt cái dơ. Bây giờ thấy nó dơ không? Bỏ giặt lại. Một chuyện. Mua đôi giày mới, sọt vô kiểu như mang dép vậy, cái đuôi ăn sao nó cúp xuống. Pháp Hòa thấy và để yên đó. Ủa cái này đôi giày hay đôi dép con? Dạ đôi giày. Đôi giày mà sao nhìn như đôi dép vậy? Lúc đó lại bẻ ra. Nó nói, cái nào là giày mang đúng nghĩa là của đôi giày, cái nào là dép mang nó thành dép. Pháp Hòa dạy cho mấy chú. Mà bây giờ Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe để chúng ta biết rằng tu Phật là tu cái gì. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì dơ thì chúng ta lau, cái gì lệch thì chúng ta chỉnh cho nó ngay, phải không? Lệch thì kê, méo thì sửa, dơ thì rửa, không đúng thì mình làm cho nó đúng. Đó là Phật. Cho nên chúng ta gọi là trung đạo hay là chánh đạo. Trung là không bỏ, không bỏ cái này, không bỏ cái kia, mà chúng ta biết giữ nó ở đó. Đức Phật dạy trong kinh á, trên đời có những hạng người quý, biết tạo những cái gì chưa có, biết sửa những cái gì đã hư. Nếu mình chưa có một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà. Nhưng mà nếu nhà mình ở mà lỡ nó hư nó mục, mình biết sửa cho nó không hư mục. Mà có nhiều khi cái nhà còn rất tốt, chỉ có cái chỗ đó nó hư thôi, thì sửa cái chỗ đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thành ra Phật dạy mình á, một là tạo những cái gì chưa có, hai là sửa những cái gì đã hư. Cơn nóng giận của mình cũng thế. Cái lầm á, ai cũng có. Nhưng mà nếu mình lấy cái lầm này mà sửa cái lầm kia là không được. Vì vậy cho Đức Phật dạy không? Nóng giận mà đem đi rửa, đi giải cái nóng giận thì không bao giờ được. Cho nên mình đã biết được điều đó chứ không có gì lạ. Thôi câu hỏi cuối cùng. Xin Thầy để giải thích cho con hiểu rõ 12 nguyện Quán Âm. Tại sao chỉ nói Nam Hải chứ không nói Đông Hải, Tây Hải hay Bắc Hải mà nói Nam Hải? Tại vì mình thay niệm Nam Mô Vọng Nam Nham. Nam Nham tức là núi ở phía Nam.
cần lễ bái, vân vân. Bởi vì đây là theo một cái tích ở phía nam của miền phía nam Ấn Độ, có một ngọn núi tên là núi Potala, và người ta tin rằng Đức Quan Âm trụ ở cái núi đó, cho nên người ta gọi là núi Potala, mà bây giờ mình âm là núi Bổ Đà hay núi Phổ Đà ở bên Trung Quốc đó. Người ta cũng tự dựng một cái núi bên Trung Quốc, đặt cái núi đó tên là Phổ Đà đó. Vì vậy mình mới có cái câu đó, Bổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định, tùy duyên cảm ứng Mỹ Bất Châu, tầm thanh cứu khổ, độ quần mê, thị đắc danh vi quán tự tại. Ngài Quan Âm thường ở núi Bổ Đà, và cái núi đó ở phía nam Ấn Độ. Vì vậy cho nên mình lại Đức Quan Âm phía nam, đại khái vậy đó. Đây là một cái ý thôi. Còn nếu mà nói về cái lý sâu á, phía nam là tượng trưng cho phương trí tuệ. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, nhớ không, phẩm thứ 12 đó, người nào muốn học kinh cho thuộc thì hãy hướng về phía nam để mà uống nước đó. Phía nam là hướng của trí tuệ, đó là biểu tượng, chứ không phải là tối ngày cứ đi ra phía nam đứng cái nói ủa sao con không thấy trí tuệ mà thấy trí tệ không. Theo lời Phật dạy á, à, trong cái driver license của con á, là con có để yes donor, có nghĩa là hiến xác, hiến tạng. Họ sẽ lấy ngay bộ phận của người tử thi ngay sau khi chết, ngưng thở. Vậy theo lời Phật dạy nên để một thời gian 8 tiếng để cho thần thức đủ thời gian nhận định để biết là thân thể không còn sống nữa. Câu hỏi là xin thầy cho biết là làm sao để mình không bị sân mà vẫn làm được việc hiến xác, hiến tạng. Ý cái câu hỏi là bây giờ con hiến tạng, hiến xác cho người ta, mà nguyên tắc hiến thì người ta phải lấy liền, mà bây giờ con theo Phật á, là người ta nói á, là chết phải để 8 tiếng. Rồi bây giờ nếu mà để 8 tiếng mà nó cứng ngắc rồi lấy gì nữa giờ, hay là nó chết queo thiệt luôn rồi làm sao, mà bây giờ làm sao con vừa nằm đó đủ 8 tiếng mà con có thể vừa cho được cái bộ phận mà gì mà của con cho. Đâu có được như vậy. Khôn quá. Thật ra đó, cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm các tổ hướng dẫn cho mình thôi. Nhưng mà quý vị nhớ vậy nè, một khi mình đã phát nguyện hiến xác hiến tạng, đó là cái nguyện của mình. Thành thử ra nếu như ai đó mà lấy được những cái bộ phận mà mình còn cho được người ta, đó là có phải là một niềm vui không? Đó là một niềm vui. Mà đã là niềm vui mà hiến thì mắc gì nói sân. Mình đã nguyện mà, mình đã nguyện mà người ta cho mình được thì mình cho được thì mình phải hoan hỷ. Chứ làm gì có chuyện là mình nổi sân. Nổi sân là khi mình không cho mà người ta lấy á. Quý vị hiểu chưa? Cho nên không, hai cái này nó rõ ràng vô cùng. Anh phát nguyện thì người ta tới. Thầy, một thầy thì giả nói, trời, kỳ này thầy ở chùa Huê Lâm 3-4 ngày, một ngày thầy giảng 3 thời, chưa bao giờ một khóa tu nào một ngày thầy 3 thời hết. Nói tại thầy lỡ nguyện vô cái chùa này nè. Quý sư cô đề một cái chương trình một ngày nói 3 thời, chưa nói rỉ rả nữa nha. Nhưng mình nguyện. Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ông có lúa. Rồi ông phát nguyện là lúa tôi trồng được rồi, ai cần tới lấy. Thì có một con chim, con chim đó tên là con chim Oanh Vũ, nó tới nó lấy cái lúa đó. Thì ông lưới ông bắt nó đi. Thì ông bắt ông lưới nó xong thì nó mới nói là tôi đâu có ăn cắp của ông, do ông phát nguyện mà tôi tới, ông cho tôi mới lấy. Nói, ông mới nhớ trực, ủa ông nói ông phát nguyện cho mọi người thì con chim cũng là một loài. Ông nói phát nguyện cho mọi loài thì chim nó nghe, thì ông phát nguyện nó tới nó lấy. Mà ông chỉ nghĩ là ông cho vậy cái con người ta lấy thôi, con chim không được lấy. Thì con chim nó nói tại vì ông phát nguyện cho nên tôi mới tới, tôi lượm tôi lấy lúa. Thì nó ông hỏi người lấy để làm gì.
nói tôi lấy về tôi nuôi cha mẹ tôi, tại vì cha mẹ tôi bị mù. Hai con chim mẹ chim cha bị mù, chim con đi lấy lúa về nuôi. Thì ông này mới nói chim muông mà nó còn có hiếu thảo như vậy, huống là con người. Đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca trong một kiếp nào đó, ngài đã là một con chim quanh vũ hiếu thảo. Hai con chim mẹ chim cha bị mù của con chim đó đó, kiếp trước đó, đời nay là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Người mày phát nguyện cho lúa đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên câu chuyện đó kể ra để cho chúng ta thấy được tiền thân, và cũng để nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta được gặp trong đời này, những ai chúng ta được gặp trong đời này là cái duyên của đời trước. Nhưng mà nếu như mình gặp mà mình sống chung, mình hạnh phúc, mình làm thiện lành với nhau, đó là duyên lành. Còn gặp nhau mà để hiềm khích, để có oán cũng là duyên, mà duyên bất thiện. Nhưng mà tu á, đối với người thường không hiểu á, thì thấy duyên bất thiện thì ghét bỏ. Nhưng mình hiểu đạo rồi, cái duyên thiện thì mình nên bồi đắp tăng trưởng, duyên bất thiện thì cố gắng làm sao để cho duyên bất thiện nó giảm đi. Vì thủy chung trước sau chúng ta cũng phải đối với duyên này. Cái quan trọng là làm sao cho sự việc con người nó tốt hơn, để chúng ta thể hiện được cái tinh thần tu tập của nhà Phật. Tu xe mà còn mới cáo cạnh, mới mua về, có gì phải sửa đâu, thì phải làm gì? Đi xong phải hút bụi, chùi lao cho đàng hoàng để giữ xe cho nó tốt. Còn lỡ nó hư thì bắt đầu đem vô trong tiệm để sửa. Cả hai cũng phải chăm sóc. Tốt thì lau chùi, giữ gìn để nó đừng dơ, phải không? Hư tróc thì chúng ta lại phải tu sửa. Thế thì tu cả hai mặt, thiện cũng phải làm, ác thì phải chuyển hóa. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và lời cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin nhắc, chúng ta làm lễ Phật đản, nghĩa là chúng ta biểu tượng lấy ngày của Đức Phật sinh là một biểu tượng nhắc nhở chính mình. Hôm nay chúng ta chào mừng ngày Phật ra đời cũng là chào mừng mỗi ngày chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta phải làm được một việc rằng dù lành hay không lành, chúng ta đều phải làm việc cả hai. Tốt thì chùi giữ, cái đó gọi là gì? Dưỡng tánh. Cái gì hư mục cần sửa gọi là tu tâm. Thế thì tu tâm là gì? Tu tâm là tu cái tâm chưa lành. Tánh đã lành thì cần phải dưỡng cho nó tăng trưởng. Chúc đại chúng mỗi ngày tu tâm dưỡng tánh cho tốt. Dạ thưa đại chúng, là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, người xưa thường dùng cái từ là lấy vật đổi vật. Hồi xưa người ta không có xài tiền, người ta lấy cái món hàng gì đó người ta trao đổi với nhau. Ví dụ như nhà mình là phát triển về rong biển, thì nhà này có gạo thì mới lấy 1 ký gạo đem tới cái nhà kia đổi lấy 2 ký rong biển. Thí dụ vậy đó. Cho nên ngày xưa người ta không, chưa có, khi mà thời đại người ta chưa có nghĩ ra được phát triển tiền thì người ta lấy vật đổi vật. Ngày nay á, xã hội văn minh, người ta quy định một giá trị trên một tờ giấy để người ta đổi chác với nhau. Mà lại chúng nghĩ trong cuộc sống này, ngày nào chúng ta cũng có những cái đổi chác. Ví dụ chúng ta lấy công sức của mình ra đi làm cho công ty đó để đổi lấy gì? Đổi lấy đồng tiền. Rồi mình lấy đồng tiền đó đó, mình đi đổi quần áo, đổi vật thực mình sống, có phải không? Rồi thậm chí á, mình lấy tiền, nhưng mà nếu mình có chánh niệm á, thì mình lấy một vật, mình đổi một vật, nhưng mà luôn luôn có tính toán. Ví dụ mình bỏ 10 đồng ra, mình phải mua 10 ký gạo, hoặc là mình đi dò giá 10 đồng của mình mua được cái gì. Ví dụ như bên này 10 đồng mua 10 ký gạo, bên kia 10 đồng mà có 9 ký gạo à, dễ gì mình chịu. Tại luôn luôn mình phải tính, mình bỏ tiền ra mình phải mua cái gì cho nó xứng đáng, hoặc là hơn cái mình bỏ, chứ không ai mà lộ lã hết á. Mình phải tính. Nhưng mà cái người bán họ tính hơn mình không? Phải tính hơn chứ. Thành thử ra phải nhớ là
mình mua mình nói trời tôi mua được cái này rẻ lắm nè. Nhưng mà rẻ đối với ai? Đối với mình. Chứ còn thật sự người bán là nhất định phải có lời. Vì chúng, nhưng mà chúng ta chấp nhận vì đó là một cái luật bình thường trong cuộc sống. Ngược lại mình cũng thế thôi. Mình bán cái gì ra mình cũng có lời, phải không? Cho nên rồi thậm chí lấy tiền đổi tiền có lời không? Có luôn. Thí dụ bây giờ mình lấy tiền Mỹ mình đổi tiền Nhật thì người ta cũng phải tính tiền mình, cái tiền service, tiền gì đó. Thành thử ra 100 đô đổi được bao nhiêu tiền Nhật, trong đó người ta phải có lời thì người ta mới làm chứ. Phải vậy không? Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta lấy cái này đổi cái kia và luôn luôn có tính toán. Đó là chuyện bình thường, không sao hết. Và mình bỏ ra tiền để mình mua hoa. À, rồi mình lấy, mình mua một bó hoa tặng ai? Tặng người yêu. Vậy thì lấy tiền mua bó hoa, đổi bó hoa, lấy bó hoa đổi một nụ cười, lấy bó hoa để đổi một lời xin lỗi, để đổi lời cái sự tha thứ. Thậm chí mình mua một hộp bánh làm quà, đổi lấy một tình cảm, đổi lấy một cái sự giao tiếp. Đó rất bình thường trong cuộc sống. Và Phật giáo, Đức Chư Tổ đã thấy cái đó, cho nên cũng hướng dẫn chúng ta. Chúng ta dẫn cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết lấy cái này đổi cái khác, nhưng mà đổi một cách chánh niệm chứ không phải là không chánh niệm. Ví dụ như có nhiều người, người ta lấy tiền, người ta đi mua cái vật gì đó để người ta sống ăn cho nó tốt. Có người người cũng lấy tiền nhưng mà đổi lại một bao thuốc lá. Mua bao thuốc lá đó vậy làm gì? Nám phổi chơi. Vậy thì mình đâu có chánh niệm, phải không? Rồi ngược lại mình buồn, có nhiều người ta buồn cái ta biết kiếm cái gì để đổi cái buồn đó đi. À, ta chuyển cái buồn đó thành cái vui, cái ta đi chùa, ta nghe pháp, ta tu. Cho nên thậm chí có nhiều người nói cái anh đó tu gì thất tình, nó vô chùa nó tu đó. Thôi cũng được, nó thất tình nó biết tu. Còn có nhiều đứa nó thất tình, nó đi làm gì? Nó uống rượu, nó hút thuốc, nó ăn chơi, sa đọa. Và thậm chí có nhiều người dại hơn nữa, thất tình đi tự vẫn. Vậy thì bây giờ cái người mà thất tình mà tu tốt không? Với cái nhìn người bình thường đấy, tu là phải. Nhưng mà thật sự ra người ta khổ mà người ta đi tìm một cái đường thoát khổ, cái đó tốt hơn. Vậy thì tu là gì? Tu là mình thay đổi chứ có gì đâu. Tu là mình chuyển đổi. Bây giờ mình chuyển đổi, mình muốn khổ quá, mình muốn đi tìm. Thì thế gian người ta nghĩ rằng á, buồn phải nghe nhạc mới tốt. Chắc đâu. Buồn mình nghe nhạc buồn hơn. Thành thử ra mà thường thường mình buồn gì mình phải đi tìm bản nhạc nào mà nó cho nó tương đồng với cái nỗi khổ của mình á. Mình nghe mình mới thích. Bây giờ thí dụ như một người đi với một người á. đúng tâm trạng tôi lắm. mình thường thường chúng sanh mình là vậy, tức là mình đi tìm. Thì bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta, mình nghiệm lại trong cuộc sống của ta. Bây giờ quý vị thấy là một năm mình đi làm để dành tiền, sau đó mình đi một chuyến du lịch, phải không? Là trong cái chuyến du lịch đó là mình xài không à, mình xài không à. Nhưng mà bên cạnh cái xài đó mình muốn gì? Đi mua quà tặng cho người này người kia. Vậy thì trong cuộc sống này không có ngày nào mà chúng ta không có sự đổi chác. Và thậm chí trong cái tình cảm mình cũng có đổi chác nữa. Để tôi tặng cho cái ông này món quà này, tại vì tương lai mình sẽ nhờ ông lo giấy tờ giùm mình. Thật sự là vậy mà, phải không? Thành ra chuyện đó không có gì sai hết á, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết lấy cái gì đổi cái gì, và cái đó nó tăng trưởng cho mình cái gì. Ví dụ như quý anh chị lấy 10 đồng hay là 50 đồng mua cái chuông. Đấy, đổi chác nè. Người ta có chuông, mình không có chuông. Bây giờ người ta bán cái chuông đó, mình lấy tiền mình đổi cái chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đem về mình thỉnh lên để nhắc nhở mình tu tập. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lấy số lượng tiền đó, họ đi mua vài kết bia, vài chai rượu họ uống. Nhưng mà sau khi đó xong rồi thì bệnh tật, không có lợi. Cho nên chư tổ thường nhắc chúng ta, cái tiền bạc là cái của làm sao? Thường thường ta kêu tiền bạc. Tiền là nó bạc lắm.
không? Vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia, phải không? Đó là chuyện bình thường, mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi. Có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn, phải không? Có nhiều người có tiền không biết xài, không biết sử dụng, thành thử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt. Cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này, tiền của đó, tiền của là của tạm bợ, nó không có kiên cố, nó không có cố định, nó không có ở với mình. Cho ngày xưa Phật cũng kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có bốn bà vợ. Mà khi ông sắp chết cái ông mới hỏi, giờ tôi sắp chết rồi, bà nào chịu theo tôi? Thì ông xoay qua bà thứ nhất, cái bà thứ nhất nói, tôi xin lỗi ông nghe, thương ông thì thương, nhưng mà ông mà chết rồi tôi kiếm người khác, chứ còn tôi không thể ở sống độc thân vậy được. Qua bà thứ hai, bà thứ hai nói, tôi cũng xin lỗi ông nghe, tôi ông mà mất rồi là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Rồi bà thứ ba cũng như thế. Rồi qua tới bà thứ tư, thì bà thứ tư chưa, ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư, thì bà vợ thứ tư mới nói, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Phật kết thúc câu chuyện, Phật mới nói, ông trưởng giả đó có bốn bà vợ, và mỗi chúng sanh ta đây cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tiền của, mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền, là lo cái đám tang đó. Thí dụ mình để dành được 10 ngàn, thì đó, mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ. Vậy thì bà lấy chồng khác không? À, thứ hai là thân xác này. Cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được, thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa. Lúc sống thì mình o bế lắm, nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ, thôi nó thối chịu gì nổi. Thiêu, chôn, làm cách nào đó. Bà đó là bà vợ thứ hai, không theo mình. Bà vợ thứ ba là gì? Là người thân của mình. Lúc sống ha là chia sẻ ngọt bùi, tâm sự gửi gắm đủ thứ. Nhưng khi mất rồi á, thương mình lắm là tới đâu? Đưa ta tới mộ thôi, chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu. Có nhiều người ta nói, cho tôi theo, gào 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 vậy đó. Nhưng mà có người cản hết rồi. Nhiều khi họ cũng phải dặn, lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe. Nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá, cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng phải sống chứ, không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết theo. Mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu. Rõ ràng ba bà vợ có nào theo mình không? Không. Duy có bà vợ thứ tư theo mình thôi. Đó là nghiệp lực của mình, đó là phước tội của mình, hiểu không? Cho nên bà vợ thứ tư á, bà xoay qua bà nói với ông chồng, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Vậy thì cái gì đi theo mình? Chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp phước mình thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này, chữ nghiệp là gì? Là những hành động, những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì. Ví dụ nè, bây giờ mình đi làm, mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không? Không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết. Dù người có học và không có học, ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Vì sao? Vì mình luôn luôn muốn cái điều, cái thuận tốt cho mình. Thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành. Vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố. Nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, mình có 100 đồng, xin lỗi, mình đi ra mua vài bịch kẹo, vài món quà, hoặc đãi bạn bè ăn chừng 5 người là hết 100 rồi. Nhưng nếu 100 đó mình cúng chùa, mình làm phước, mình bố thí, cái đó nó không có mất. Vậy thì tiền của gọi là gì? Cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài. Bất kiên là gì? Là không có kiên cố. Còn cái kiên là kiên cố. Chữ kiên này là kiên cố, là vững chắc. Vậy thì tiền của là cái không kiên cố. Thậm chí nhiều khi đi ra băng
rút tiền để trong túi, đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi. Vậy thì tiền của này không kiên cố, thậm chí đi làm để dành tiền cất trong nhà, nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên Facebook hết. Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia, cái mấy tên ăn trộm nói cảm ơn báo tin nghe. Vô thầm mất tiền, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia, cả hỏi cái bạn bè nó hỏi chị đi với ai, đi cả nhà luôn. Thôi ăn trộm nó cảm ơn, nó nói báo tin đầy đủ chi tiết. Thì ăn trộm nó nói sao, cảm ơn báo tin tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn. Tiền của là cái không kiên cố, bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi, của tiền của đó, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của là của năm nhà, không phải của mình. Năm nhà đó là gì? Nước trôi, lửa cháy, bị tịch thu bởi vua chúa nhà nước, con cái nó phá sản, rồi cuối cùng là gì? Trộm cướp. Của cải không phải của mình. Và mà cho dù mình có để dành cỡ nào đi nữa, chết thì để lại cho con cái. Mà nếu mà con cái biết giữ, còn khá khá, còn không biết thì càng hao mòn sớm hơn. Như quý vị đã từng thấy, có những người đại gia, đại phú chứ, nhưng mà cuối cùng rồi trở thành ra cái người nghèo đói. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta có rất nhiều những thứ, nhất trước hết là tiền bạc. À, tiền bạc gọi là gì? Bất kiên tài. Bây giờ có một cái kiên nè, bố thí giúp người. Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó, có cái em đó nó tới nó uống sữa, nó lấy ăn cắp sữa một cái quán nó uống, thì cái ông chủ bán sữa đánh nó, hất cái ly nước, nó không cho nó uống, vì nó tội, nó là tội ăn cắp. Thì trong lúc đó có một người đi tới mua lại một ly sữa khác cho nó uống. Vậy thôi. Sau đó một thời gian dài thì cái ông già mua sữa đó, đó ông bệnh, ông nằm bệnh viện, mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó cao tiền quá, ông trả không nổi. Thì một ông bác sĩ bước vô đưa lại cho ông cái hóa đơn và nói rằng ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước. Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho ly sữa đó đó, bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ. Thà thứ một ly sữa có đáng là gì không? Mấy con bạc à. Nhưng mà cho đúng người thì người ta trở thành một người có lợi ích, có xã hội, thì biết bao nhiêu người được lợi. Cho nên mình cúng chùa đó, mình cúng vô chùa, chùa xây dựng mở mang, đâu phải 100 đồng mình không có làm được, nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó tạo ra được một đạo tràng. Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa, phải không? Đâu có chỗ để tới thăm, đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị, phải không? Cho nên cũng như thế, bây giờ mình hùng tiền mình tạo một cái tượng Phật. Những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm. Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết, nhưng mà đi ngang cái đó hỏi cái gì vậy anh, nói tượng Phật. Miệng họ nói được chữ Phật mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói. Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm, miệng họ nói được câu đó. Thậm chí mình ghi một câu lên ở dưới tượng Phật á, thí dụ Phật đó là Phật Di Đà, mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai người ta đi ngang á, dù người không muốn đọc, anh đó đạo chúa đạo gì cũng biết, mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được thì nhất định anh phải đọc không? Nam Mô Di Đà Phật. Anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ cái tâm, từ cái chữ mình ghi như vậy đó, cái người đó họ, mắt họ thấy danh hiệu Phật, tư tưởng họ, dù họ không đọc ra tiếng nhưng họ đọc trong tâm họ. Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ, mình tịnh cái nhãn căn của họ, mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ, phước chứ. Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó, đến cửa chùa gì? Sanh tâm hoan hỷ, phải không? Vào cửa thiền bớt tánh sân si. Bây giờ nếu không ghi gì hết thì ta nói cây cột.
Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó, tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc. Quý vị tới chùa này ngàn lần vẫn phải đọc câu đó ngàn lần. Vào cửa Phật sanh tâm hoan hỷ, đến cửa chùa bớt tánh sân si. Em mới thôi bước xuống xe bus em đọc cái em bỏ túi rồi đó. Vậy thì quý vị thấy không, lấy cái tiền của là cái bất kiên, nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa là kiên. Mình có 10 đồng 20 đồng ăn hết rồi, nhưng mà lấy 20 đồng 30 đồng đó làm cặp đối để trước cửa chùa. 100 người tới đọc, 1000 người tới đọc, mà người ta đọc xong câu đó rồi ta bỏ được chút sân si, ta sanh được chút quan hỷ, có phước không? Có phước. Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Và cái bố thí đó mình không thấy phước, nhưng mà không có mất. Vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng, không có ai giữ, nhưng mà có người giữ, phải không? Nhân quả giữ cho mình. Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à, chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à. Quý vị biết bên Mỹ mà, nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết, tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền. Nhưng mà gặp những cái thành phố, những cái nơi mà thiên tai liên tục, bảo hiểm sập à. Ví dụ như ở bên Texas có những vùng mà thiên tai mà gì mưa đá đó. Có những lần mưa đá nó, cái cục đá nó to như cái chén vậy đó, nó rơi xuống là lũng xe nè, lũng kiến nè, hư nhà nè, bảo hiểm phải đền hết. Và có nhiều hãng bảo hiểm là tiêu luôn. Vậy thì quý vị thấy cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được, phải không? Cho nên người ta nói có tiền á mình mua được cái bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mà không mua được thời gian. Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mình có tiền mua được thuốc bổ uống, nhưng không mua được sức khỏe. Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được. Thì bố thí, phước đức, mình không có mua, nhưng mình đem hiến tặng, tự nhiên đó nó sanh. Không ai giữ cho mình. Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng ta lấy cái tạm đó đổi cái khá hơn, đổi cái tốt hơn. Ví dụ mình có 100 đồng in kinh sách mà còn đó, mà người nào mà ta khổ đau hoặc những lúc mình buồn khổ mình mở ra mình đọc, thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm. Cho nên là trong đoàn đi hành hương á, tuy đi hành hương là cũng thích mua bánh, mua kẹo, mua quần áo, nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi. Không biết niệm nhiêu. Không biết niệm nhiêu, không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm. Đeo lủng lẳng chơi gì cũng được. Thôi kệ đi. Ta mua đao bông tai, ta mua cà vạt, mình mua cà sa. Ví dụ vậy đó. Cho nên nhớ, tiền của là của tạm, nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này mua cái khác, nó khá hơn, nó tốt hơn. Hiểu được chỗ này không? Cái này gọi là bất kiên tài đổi thành kiên tài. Đạo Phật gọi là dịch. Dịch là xê dịch, biến dịch, mình dời đổi đi. Đấy, cái này nè, để nó không ngay, chỉnh cho nó ngay. Đó, tu đó. Tu là vậy đó, không có gì đặc biệt hết, tu đơn giản vậy thôi. Đi bước vô cửa chùa thấy đôi dép không ngay, sửa đôi dép cho ngay lại. Anh nào sửa được đôi dép ngay anh nó tu được. Còn anh nào lật đật vô lễ Phật để Phật chứng minh mà hai đôi dép nhịn được. Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được. Phật tượng này không có nói được, mà Phật sống nó nói ai để đôi dép vô duyên. Cho nên mình phải nhớ là mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè. Tu được hay không là cái áo mình máng lên nè. Tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không, mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi kệ, dục đó đi, ai muốn rửa thì rửa, ai muốn làm gì làm. Cái tâm đó khó tu lắm, tại mình chưa chỉnh được cái tâm, nội tâm mình mà. Mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh? Làm sao phổ độ chúng sanh? Mà cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được, mình chỉnh ai? Mình chỉnh ai? Thí dụ bây giờ mình nói ê sửa đôi dép coi, bà nhịn đôi dép bà kìa, ông nhịn đôi dép ông kìa. Mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác.
Cho nên mình tu ở đâu không biết, nhưng mà đời sống hằng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi, nghe đời sống của mình thôi. Cho ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó, thấy không? Quanh năm suốt tháng không kể tối nay về ngủ tiếp mày sửa làm chi. Cho nên cái giường không bao giờ ngay ngắn, mền gối lúc nào cũng từ lưa ra đó. Thì quý vị nghĩ mình không chỉnh được cái đó, mình chỉnh cái gì giờ? Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè, phải không? Cho nên cái đó tu là chỉnh, là sửa. Cho nên người ta có một cái quẻ bói toán kêu là quẻ dịch. Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó biến dịch. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta từ một người dở chúng ta dịch, tức là chúng ta sửa đổi. Nhà Phật gọi là tu. Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết, tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta. Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không? Đấy, tiền của cũng là của tạm đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác, tìm một cái khác nó khá hơn, thì đây là cái sự tu tập. Tiền mình để trong giỏ, để trong nhà băng ngoài, cho con đi học. Nếu mà con đi học là mình lấy cái của tạm, tiền không có cho nó được sự thông minh. Nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết, cái này nó khá hơn chứ. Rồi từ cái sự hiểu biết này á, nó đầu tư việc khác nữa, nó tăng trưởng lên. Cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến, mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy. Cho nên á, mình tu á, thí dụ như trước hết mình nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để mình tăng trưởng cái trí thức, cái hiểu biết của mình. Nhưng chữa đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha. Mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu, và từ cái tu nó tăng trí tuệ. Trí thức khác với trí tuệ. Trí thức là do người ta chỉ cho mình, người ta dạy cho mình. Trí tuệ là do mình tu. Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái Facebook, anh phát minh được Internet đó, anh đã trí tuệ đó. Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học những cái căn bản, lấy cái gì phối hợp với cái gì để phát minh ra được cái đó. Ở đây Pháp Hòa đi, Pháp Hòa thấy mình ở nước Nhật lâu, mình cũng biết người Nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức, phải không? Rất là đẹp, rất là nghệ thuật, hay lắm. Nhưng mà người ta đâu phải tự đâu, từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến. Thí dụ ở đây quý vị có lá đỏ, lá mùa thu đẹp lắm. Mai mốt á, mình tổ chức thiền trà, mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó, thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô, lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ, để cái bánh trên chiếc lá thu đó, vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật, mà vừa nhìn rất là thiền vị. Mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ, mình vá vô cái áo rách, thì mình đắp vô vậy cũng được, nhìn nó vuông vuông vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó, mình cắt thành chiếc lá, thắt thành bông này bông kia, mình đắp vô cái chỗ giá đó, tự nhiên có nguyên cao bông. Ai biết mình mặc áo giá? Ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tu đó. Mình không bao giờ phí cái gì hết. Mà ở đây Pháp Hòa nói, nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có. Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh, thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm, ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn, này dại. Dĩ nhiên đó là quyền của mình, không ai cấm cản gì được hết. Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa nhận thức, thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì. Vì rõ ràng trong cuộc sống, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi chỗ tốt, cái gì cũng muốn số 1 hết, cái gì mình cũng muốn tốt hết. Mà chính thân tâm này chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó thì nó uống đi, thế thôi. Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết. Mình muốn sao đó là tùy mình, vì tất cả do tâm mình muốn.
Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy. Thứ hai, và quý vị thấy được cái một cái rồi ha, bất kiên tài đổi thành kiên tài. Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn. Cái thứ hai nè, bất kiên thân đổi thành kiên thân. Thân này bất kiên phải không? Bất kiên là gì? Thân không kiên cố, nay đau mai mịn, phải vậy không? Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được. Không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được. Và thậm chí lo lắng, lo lắng, sợ già. Càng mau già, tại cái sợ nó là mình già mau hơn. Cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố. Mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố. Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè: đất, nước, gió, lửa. Mà đại chúng nhìn kỹ coi, cái thân này là mình sống mỗi ngày là mượn. Mượn không, không phải của mình. Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng, 2 tiếng sau trả. Trả xong cái đi mượn buổi trưa, lát trả. Đó mình nói về đất nha. Về nước ha, uống ly vô, mượn, trả. Nhưng mà cái đó trả vài tiếng, ăn cũng vài tiếng trả, uống vài tiếng trả. Hơi thở này trả trong từng giây phút này. Hít vô mượn, thở ra trả. Hít vô mượn, thở ra trả. Bữa nào nó biểu tình nó nói không cho mượn nữa, nằm ngay đơ. Có phải không? Mình đâu có phải của mình. Nếu mình nghĩ cho kỹ, cái thân này không phải của mình. Sống cái thân này mượn hết. Mượn hết, buồn ngủ quá mượn ly cà phê. Mà tới hồi mà cái thân này nó lờn cà phê rồi, bao nhiêu shop nó cũng thế thôi. Vì sao? Vì đây là cái thân tạm. Vậy thân này bất kiên, thân này bất kiên. Nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn là do chúng ta tu tập. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta hay đọc nè: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên mãn báo thân lô xá na Phật tức là cái pháp thân thanh tịnh. Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh. Và pháp thân này từ đâu mà có? Do tu mới có được. Pháp Hòa ví dụ, cái thân này mình đang có là báo thân nha. Đó, lùn cao, mập ốm, đẹp xấu gì, thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân. Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gọi là ứng thân. Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe pháp là ứng thân làm Phật tử. Lát nữa đi vô bếp, cởi áo tràng ra, xả áo tràng ra, mặc áo mà làm bếp vô, ứng thân làm đầu bếp. Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi, trời ơi nguyên bãi chiến trường, mình làm ô xin. Ứng thân. Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào, tâm mình không buồn, không khổ gì hết. Tại vì mình làm bằng tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ là pháp thân. Tâm hiểu biết làm việc của mình là pháp thân. Ví dụ mình nói, thay vì mình nghĩ tại sao mà họ làm gì, không sao, mình còn khỏe, mình làm được tốt rồi, khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên, vui vẻ lên, pháp thân. Và thân này rửa chén cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thân. Lấy cái báo thân này dụng nó cho đúng, mà dụng một cách hoan hỷ linh động là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân này không có hình, không có tướng. Và chính không hình không tướng cho nên pháp thân này bất diệt. Còn cái thân này có hướng phải không? Hữu diệt. Ví dụ như hồi trẻ mình cao, già cái bắt đầu nó sao? Nó teo lại. Nhìn mấy trái cây biết liền chứ gì. Nhìn cái trái cây, trái quýt, trái hồng, trái táo gì đó, lúc mà nó còn tươi đó, nó là sao? Căng giòn ra. Và để nó héo rồi da nó nhăn, ăn nó mềm rũi à. Đó, nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu. Đấy, lấy cái hoa này nè, đó, đẹp không? Chừng 2 tuần nữa là nó rủ rượi xuống hết. Nhìn cái pháp thấy mình. Đây, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình, mình ít khi nào thấy mình. Tại vì hàng ngày mình có trang điểm, mình trét lên cho nên ít thấy. Còn này nguyên si nè. Cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài, người ta ngộ ra được cái pháp trong đó, cái người đó gọi là duyên giác.
Duyên giác là gì? Nhìn các duyên mà giác ngộ. Pháp Hòa thưa đại chúng, mấy anh chị mình ngồi đây, có phải là mình đã từng, lý do là mình có mặt ở đây, có phải mình đi tìm sự sống không? Đi tìm sự sống. Người thì qua đây đi làm, người qua đây đi học, nói chung tất cả chúng ta. Rồi gần đây nhất mình nghe tin là 39 anh chị em của mình cũng vì đi tìm sự sống mà đã mất mạng ở trong một cái container. Chỉ cần nghe cái chuyện đó, quán cái chuyện đó, thấy là thân phận mình có phước hơn không? Phước quá chừng. Mình cũng đi tìm sự sống nhưng mà mình may mắn hơn, mình thuận lợi hơn. Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua thì cái khó khăn của mình không so được với cái khó khăn của các anh chị đó. Và người ta vẫn chấp nhận nằm chồng chất trên nhau trong một cái thùng đó để chỉ đi tìm sự sống thôi. Thì cuối cùng các vị đó không tồn tại. Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây, nhưng mà mình may mắn hơn, lấn nhưng mà cũng có chỗ để còn, để mình văng ra mà sống. Cho có một cái câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này. Mà đúng như vậy. Trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình. Chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành, mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống. Ví dụ đói bụng quá, tranh thủ giờ ăn. Thậm chí đi gấp thức ăn, tranh thủ cái bụng. Cái bụng mình đói, mình phải lấy nhiều một chút. Mình tranh giành cũng có, tranh thủ cũng có, tranh thủ để tranh giành. Nhưng mà rồi cuối cùng, cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng với người tu, nó hai câu cuối nè: nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cái chỗ đó là cái chỗ tu đó. Cái chuyện mà vạn vật tranh sống trên trái đất này là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người học Phật, đối với người tu của chúng ta, mở lòng chút, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cho nên Phật nói cho mình nghe, thân này là khổ, là tạm bợ. Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu. Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ để mình tu, để mình có được cái thân bất hoại. Ví dụ như mình có cái thân nè, Phật dạy mình tu bằng cái thân là: đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng làm những việc sai quấy với hạnh phúc gia đình người khác. Ba cái đó là tu thân. Có cái miệng nè, Phật dạy tu cái miệng. Không biết tu nói lùm la lắm. Biết tu nè: đừng có nói dốc, nói dối, lường gạt người ta. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa, nói những câu chuyện không cần, đó là đi học đầu này học đầu kia, đó là lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều. Rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta, mày ăn cái đó vô mày chết. Thế này thế kia, mắng xả người ta, đó là ác khẩu. Rồi nói những lời vô ích, đó là nói những lời ý ngữ lường gạt. Vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi: nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè. Phật nương vô đó, Phật nói: con có cái miệng tu ngược lại. Thay vì con nói dối, con nói thật. Thay vì con đâm thọc, con hàn gắn. Thay vì con chửi rủa, con nói lời hiền lành. Thay vì con nói lời vô ích thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích. Rồi cái tâm của mình, hàng ngày mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, Phật cũng nương vô đó. Phật nói: thay vì con tham á, thôi con tập đi, ít muốn biết đủ, thấy nhiều cũng đủ, cái con giảm tham. Thí dụ mình đói bụng dữ lắm, nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi, nhường cho người sau có người ta ăn, mọi người có để vui, rồi lát dư mình trở lại miếng nữa. Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền. Tranh thủ lẹ lẹ thì có nhiều món ngon lắm. Thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu, nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết, ta thấy cách gấp người ta biết. Cho nên hồi xưa có ông thầy á, ông ăn cơm với đệ tử, ông nhìn xuống đệ tử để ông biết cái trình độ tham của mỗi đứa, để ông chỉ ông tu.
Cho nên quý vị biết là những bậc thầy mà tinh tế đó, các ngài hay lắm. Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó. Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có an lạc không, hay là mình đang ăn đậu phộng. Thấy cái cây nhang mình cắm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa. Mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mõ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc, phải hát đúng tâm trạng. Cho nên tâm nó là lột, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình. Cho nên á, cái thân này là cái thân tạm, nhưng từ mượn cái thân này chúng ta tu tập để chuyển hóa. Vì thân này có sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này có nói những lời không đúng, tâm này có nghĩ tham sân si, thì chuyển cái đó thành cái khá hơn. Biết thân này tạm bợ, nhưng mà không có thân này tu không được. Cho nên ngày xưa có vị nói như thế này nè: chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Mình có khổ là tại mình có thân. Không có thân, khổ nó đâu có nương vào đây mà nó có được. Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau, lạnh biết run, nóng biết nực, ăn cay biết. Nói chung là có thân cho nên bao nhiêu cái cảm xúc gì nó gửi gắm vào đó hết. Nhưng mà người tu thì chúng ta không phải bỏ cái đó, mà chúng ta biết nhìn nó, chuyển nó. Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân, mà phải mượn thân này làm chiếc đò qua sông. Ví dụ như mình có cái hai tay nè, thích chơi đánh bài, xòe, kinh, chồng gì đó. Giờ lấy tay này lần chuỗi, cho dù là lần chơi chơi nhưng mà vẫn hơn ta đi xòe chơi, ta đánh bài chơi. Thì cái kia nó không hay, nó tập cho mình tăng trưởng. Cho nên chơi đánh bài cũng vậy. Thí dụ mới đầu là mình chơi cho vui, nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền, và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó. Thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn, bởi vì nghiệp nó tăng chứ đâu có giảm. Để ý có phải không? Cho nên thí dụ như bây giờ á, mình lấy cái thân này tạm này, mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại, bằng cách là mình tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy thì thân này là tạm, nhưng biết mượn thân này tu á, thì thân này có thể làm ra những cái hay lắm. Đó, bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới, quý hòa thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên, giờ các ngài đi hết rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đây. Đó, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi du lịch là một phần gì thắng cảnh, nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu? Nằm trong chùa. Quý vị để ý coi, anh đó anh đạo diễn biết, nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào trong cái chương trình đi du thắng cảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái chùa. Ấn Độ cũng vậy, nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi? Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về? Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni, với nơi Đức Phật đã từng đản sinh. Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển, nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói pháp. Người ta sẽ đến núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã từng an cư nói pháp ở đó, vân vân. Rồi bây giờ các vị nào mà người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam, họ đi ra ngoài Bắc họ thăm đi, thế nào cũng phải đi chùa Một Cột. Họ ra tới Huế họ thăm, thế nào phải đi chùa Linh Mụ. Họ vô trong miền Nam, thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi. Như vậy thì quý vị thấy, họ đi qua Trung Quốc á, họ du lịch á,
để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành, nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết, bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi. Pháp Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương ở Hàn Quốc á, giờ Tin Lành phần lớn nè. Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt, có những người ta đâu biết không. Nhưng mà học sinh nó đi vô trường nó học á, nó phải học sử học về quốc gia đó. Mà hãy nói về sử học thì phải nói về những cái địa danh như chùa viện. Cho nên học sinh nó kéo nhau đi rần rần vô các cái thánh tích để làm gì? Nó nghiên cứu, nó học tập. Cho nên làm gì làm, họ không có phủ nhận được cái ngàn đời của đất nước họ, đó là chùa chiền, đó là đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật đã đến với đất nước đó, đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ 6, 528 sau Tây lịch, đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy. Cho nên ngay cả đất nước Việt Nam mình, nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều, tại vì không có cái chương trình học cái đó. Còn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có. Học sinh học sử là phải nói đến những chùa viện, cho nên phải dẫn nó tới đó, nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu. Họ tự hào về những cái gì mà đất nước họ đã tạo lên được. Ví dụ như cái người dân ở Kyoto, họ tự hào về cái chùa vàng. Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà cao 120 mét. Thí dụ vậy đó. Cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình có chùa Một Cột, có chùa Linh Mụ, còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa. Thì chúng ta lấy cái thân tạm này, chúng ta làm những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đây, thầy trụ trì đây cũng sẽ đeo Phật một ngày, nhưng mà ngôi chùa này, đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy. Đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng. Tương lai nó còn không mình không biết, vì đây cũng là tạm thôi, chùa viện nó cũng tạm thôi. Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây, đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây. Mà không phải thầy không, mà những thầy khác nữa, những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây. Mà không phải ở đây không, mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài, ngoài nước Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, các nơi. Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết. Chùa viện không biết còn ai giữ, không biết. Nhưng mà lịch sử không thể thay đổi. Đây là cái thứ hai, phải không? Thì cái thứ ba là gì? Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng. Kiên mạng là gì? Là mạng sống của chúng ta. Mạng sống mình yểu thọ không biết, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường. Pháp Hòa ví dụ như có những người người ta chết yểu. Thọ mạng của chúng ta, mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết, không biết được. Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết không biết chừng nào chết. Anh chị đó chỉ có mang hỏi chị được mấy tháng, và được 3 tháng rồi. Tự mình có câu trả lời luôn. 6 tháng nữa sạch. Vì căn bản một đứa nhỏ trong bụng mẹ là 9 tháng. Mà nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà hỏi chuyện này anh chết. Bị chửi liền chứ có câu trả lời nữa. Chưa kịp có câu trả lời nữa. Ta dệnh cho một câu liền. Không biết được. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vậy thì cái mạng của chúng ta là cái đời, cái mạng là gì? Là thọ mạng mình không có kiên cố. Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào để nó kiên cố? Có những người người ta chết trẻ, nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài, nói mãi, nó không cùng không tận. Tại sao? Vì người đó dù sống 30 năm thôi, mà 30 năm đó làm lợi ích cho quá nhiều người. Người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi, mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên thọ mạng họ, cái thân mạng họ, cái đời sống họ có limit, có hạn lượng. Nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng.
Xin lỗi đại chúng, Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi? 80 à. Có 80 tuổi à. Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà. Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả 100 tuổi. Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Hòa biết ở dưới miền Tây, Sa Đéc, 103 tuổi rồi đó. Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn mà thỉnh sư bà niệm Phật, sư bà còn niệm giống dạc Nam Mô A Di Đà Phật cho đại chúng nghe. Rồi có những người á, người ta sống ngắn lắm. Cái thọ mạng á, nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái đời sống này, thọ mạng này thì ngắn nhưng mà mãi mãi bất diệt. Cho nên Đức Phật mình á, đã xa mình hơn 2000 mấy trăm năm rồi phải không? Vậy mà đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu. Khắp nơi, trên thế giới. Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật mãi trong lòng của, cho nên bất tận. Và chúng ta lấy cái thọ mạng ngắn ngủi này gọi là bất kiên mệnh, đổi thành kiên mệnh. Vì tất cả đều là vô thường, đều là mộng huyễn. Nhưng mà có những cái nó để lại. Mặc dù mình biết vạn vật trên thế gian này, các pháp trên thế gian này tạm hết. Vì Đức Phật đã xác định với chúng ta cái gì có hình hài thì cái đó có hạn lượng. Cái gì có hình tướng cái đó tạm thôi, không có lâu bền. Nhưng mà có những cái, nhưng mà mượn cái đó để chúng ta lưu lại những cái lâu bền. Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm khác. Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật ở thế giới của mình, làm sao ông gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Tại vì Đức Phật này giới thiệu, Đức Phật này nè, quảng cáo dùm cho Phật kia. Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai. Mình biết Phật Di Đà là do cụ này cụ quảng cáo. Cụ nó ở Tây Phương Cực Lạc có ông cụ hiệu là A Di Đà. Ôi ở cõi đó đẹp lắm, thù thắng lắm. Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình, khổ đau hoài phải không? Về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ, kết làm bạn mà bồ làm bạn bất thối. Còn ở dưới này là bạn thối. Chữ thối này không phải thúi nha. Thối này là lui sụp. Mới đầu thì mặn nồng lắm, mặn tự tự lạc nhách. Cho nên rốt cuộc là thân thiết là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Cho nên là cõi đời này nó có những cái tụ tán. Ở trên đó không có tụ tán gì hết, bình thường. Thương nhau là bình đẳng. Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta, cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng mệt. Nó vậy thôi. Đó. Hễ mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân. Cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage. Tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc. Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường, khỏi cần thuốc, không cần gì hết. Cho tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường. Vì bình thường chính là cõi mà chúng ta muốn. Vì cái bình thường này nghĩa là gì? Không phải là nothing, không phải gì hết. Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ, đi làm, mỗi ngày vẫn có việc để làm, tiền lương đủ sống là bình thường á. Chứ đừng muốn bất thường nha. Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán. Vậy bữa nào bất thường nó trời, tôi chỉ muốn đời tôi bình thường, sao nó không bình thường? Chúng sanh chịu không nổi. Mình chịu mình không nổi mà, phải không? Cho nên thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa thưa quý vị ba việc ha. Mình lấy cái bất kiên tài đổi cái kiên tài, lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân, lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh. Mà kiên mệnh là gì?
tức là những cái thọ mạng miên trường, không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè. Đây, đời tao sống ngắn lắm, nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sau. Cho nên á, Đức Phật của mình là một ví dụ, Ngạ Nan là một ví dụ. Quý vị thấy Ngạ Nan không? Thọ mạng của ngài trong kinh nói ngài sống tới 120 tuổi nha. Thọ mạng Ngạ Nan 120 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết. Nhưng mà những gì ngài nhớ lời Phật dạy, ngài nói lại với mình tới giờ không có quên. Mở kinh ra tôi nghe như thế này. Ai nghe? Ngạ Nan nghe. Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngạ Nan nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này. Nghe là sao? Đích thân tôi nghe. Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại, nghe đúng như vậy. Cho nên chữ Hán gọi là Như Thị Ngã Văn. Có nhiều vị người gì dịch sát là như vậy tôi nghe. Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy, chứ không có xê dịch. Còn mình giờ nói xong rồi ai nói? Tôi đâu biết tôi nghe nó nói. Nhưng mà lúc đầu nghe nói, nói nghe giỏng giạc lắm. Chị biết gì không? Nó mới vượt hụi người ta đó. Nói đã đời người ta hỏi sao chị biết? Tôi nghe người ta nói. Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè, giờ có nó này chị hỏi đi, tôi không biết gì đâu nghe. Cho nên mình không có giống Ngạ Nan là vậy. Lúc nghe dễ sợ lắm. Lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống giạc lắm. Nhưng mà tới hồi hỏi là mình, tôi không biết gì, đừng hỏi tôi. Tôi vô tội, thôi để yên cho tôi tu. Rồi thì thôi, sáng hôm nay thăm đại chúng, thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha. Rồi đại chúng nhớ nè, tiền của này cũng không tạm, thân này cũng tạm, mạng sống mình cũng tạm. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái kiên cố, cái khá hơn. Rồi chúc đại chúng có buổi sáng an lành. Rồi chiều nay chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ mấy giờ rồi? À đúng giờ ngọ ha. Giờ ngọ nó giờ linh đó. Rồi thưa đại chúng, hôm nay mình sinh hoạt ở đây một ngày, thì buổi sáng thì chúng ta pháp thoại, buổi chiều thì chúng ta có phần vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, xin đại chúng ghi ra tờ giấy rồi mình để vô cái chuông này sớm để đủ thời gian chúng ta chuẩn bị. Dạ. Thầy xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ngồi đây á, ai cũng có phước hết á, không có ai là không có phước hết á. Nhưng mà phước của mình là phước phần thôi, phước từng phần, chứ không phải là trọn vẹn tất cả. Có nhiều khi mình hơi thấp nhưng mà được cái mình đẹp. Thật ra mình được cái phước đẹp nhưng mà không có được cái phước chiều cao. Thật ra cái đó là phước phần đó. Đó là nhiều khi mình được đẹp nhưng mà mình hơi chậm, mình không có được cái phước của sự hiểu biết nhiều. Chậm thôi chứ không phải là không biết. Đó, vân vân. Thì cái câu hỏi ở đây á, là cuộc sống ra sao để biết mình hết phước? Thật sự ra phước là gì? Là những điều kiện tốt mà chúng ta đang có. Bây giờ quý vị có điều kiện tốt không? Có hết. Dù mình không có việc làm full time nhưng vẫn còn làm part time. Dù mình không cái việc làm mình lương không cao nhưng mà vẫn có lương. Mà thậm chí bây giờ mình thất nghiệp đi nữa thì mình vẫn có tiền thất nghiệp. Mà lỡ tiền thất nghiệp hết rồi mà tiền chưa có nữa thì có gì? Tiền chính phủ, welfare, phải không? Food stamp. Cho nên phước là ai cũng có, chỉ có điều là nhiều hay ít. Và hàng ngày chúng ta đang sử dụng phước của mình hết á.
Ví dụ như mình có tiền, có xài tiền không? Mỗi ngày phải xài, đổ xăng nè, mua đi chợ nè. Tất cả mỗi ngày chúng ta đều sử dụng tiền của mình hết, tại vì mình đi làm có tiền. Vậy thì mình có phước, và mỗi ngày mình cũng đang sử dụng cái phước của mình. Cái quan trọng là gì biết không? Phải có chánh niệm tỉnh giác để xài tiền. Có tiền mà không có chánh niệm thì tiền sẽ dễ bị thất thoát, tốn tiền vô ích. Phước cũng vậy thôi. Ví dụ mình có nước xài là có phước, nhưng đừng có phí nước. Mình trong khi mình khát nước, hồi nãy mình khát nước quá, mình xin cho mình một chai nước, nhưng uống xong mình vất nửa chừng. Một lát á, đi kiếm chai nước không được cái thôi sao? Thôi kệ đi, bỏ đại đi, đi lấy chai khác. Mình tập thành một thói quen là mình không bao giờ biết tiết kiệm cái chai nước của mình, biết gìn giữ cái chai nước của mình. Mặc dù nó là một chai chai nước thôi, nó có giá trị gì đó, nhưng mà trong lúc mà khát nước, nước ở đâu giải cứu cho mình? Vậy mà tại sao mà mình nhấp một miếng cho nó đỡ thấm giọng rồi thì mình lại phí chai nước đó? Nhiều người người ta không biết, người ta đem đi người ta đổ bỏ. Như các chùa đi gom nước còn đi tưới cây. Mà quý vị biết là mấy thầy mấy cô còn đi gom mấy cái nước đó để nấu lại mà uống, chứ không dám bỏ. Đấy, mấy sư cô ở đây cũng làm vậy đó, gom nước nấu thành nước sôi uống. Thành nếu mình có phước thì mình phải ráng xài phước, nhưng đừng có phí phước. Xài không ai cấm hết á. Như tiền của mình xài, nhưng đừng có xài không đúng chỗ thì gọi là gì? Phí. À, mình xài đúng việc là không có sao hết á. Thì phước cũng vậy thôi. Mình có phước là mình xài phước, nhưng rác kiệm phước, tích phước. À, phước nó có tích phước nè, xài phước nè, kiệm phước nè, rồi gì nữa? Tổn phước nè. Mới tổn thôi chứ chưa một ngày nào đó hết sạch thì sao? Mất phước. Còn nếu mà mình khổ nữa mà không có gì, phải bòn phước. Nhiều khi mình không có tích phước, có đâu tích. Chứa mà, người ta có người ta mới chứa. Mình không có thì mình phải đi bòn. Bây giờ bòn phước bằng cách nào? Thấy một cái vỏ chai bể ở ngoài đường, lượm gói bỏ recycle hoặc là thùng rác. Thấy một miếng rác dơ lượm lên, mở cái tủ chén ra, thấy có một cái chén dơ bỏ ra rửa. Này không phải của tôi. Ly á, mình xài á, cầm lên ngắm vậy nè, coi nó trong không. Mà lỡ nó không trong á, thì mình lại đem đi rửa là mình xài. Những ly dơ khác để nguyên không đụng tới. Thành ra nhiều khi cuộc sống của mình á, mình có những cái hành xử nó nhỏ nhỏ không ai thấy, nhưng mà hai bên là thấy nè. Hai bên là thấy, thường người Việt mình gọi là cái gì? Hai bên gia giác. Nói theo Phật giáo là gì? Ông thần câu sanh. Thần câu sanh trong kinh Dược Sư nói là gì? Ông thần nghiệp sanh chung một lượt với mình. Thành thử ra tội phước là do mình. Đâu có ai gắn ghép, ai đâu có ai ban phát cho mình được đâu. Thành thử mỗi ngày mình xài. Ví dụ như quý vị ăn á, mà ai mà có một thói quen là hãy bỏ mứa đó. Ráng đừng có làm, đừng có tập thành thói quen đó. Và mình cứ quan niệm rằng á, ăn mà sạch bách á, người ta nói mình ham ăn. Ăn tới cạn tàu ráo máng hết. Cho nên ăn phải để thể hiện mình là người sang trọng. Ăn phải chừa lại miếng, không có sang trọng chi mấy chuyện đó. Người ta múc ra một tô cho mình ăn là người ta muốn mình ăn hết, chứ mình ăn chừa là ta nghĩ là đồ dở, mình bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô còn lại nói trời chị này sang ghê nha, ăn chừa. Mà người ta nhìn cái tô mà còn, ta nói trời ai mà ăn phí quá bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô đó mà còn lại mà khen mình đâu. Thành thử ra người ta cứ nói mình câu thôi là tổn rồi đó. Giống như là người ta lấy cái tay người ta quẹt lên cái mà trăm người lận trăm cái quẹt. Nó vậy thôi. Một là nó dơ, hai là nó sạch sơn. Thành thử ra tùy theo cái khả năng của mình. Cho nên đại chúng nhớ, mình có phước hết chứ không phải không có phước đâu. Quý vị có cái phước của con mắt không? Có không? Có nè, cho nên mình mới thấy rõ mọi việc nè. Mà mình có phước hơn nữa đó là mắt hai mí đó. Mà bây giờ nhiều người người ta có phước, có mắt hai mí, nhưng mà ta thích làm Hàn Quốc, ta đi cắt xuống còn một mí thôi.
Bây giờ là người Việt Nam mà không thích, thích Hàn à, làm tóc kiểu Hàn, tóc kiểu Thái. Thành thử ra mình có phước hết. Nhưng mà chúng ta hãy dùng con mắt của mình để nhìn người bằng cảm thông, bằng bao dung, bằng tha thứ, để cái mắt của cái phước của con mắt mình nó không mất mà nó tăng. Mình có cái phước của cái miệng, nhưng mình phải sử dụng cái miệng mình nói những lời ái ngữ dễ nghe, để cho người khác không tổn thương bởi cái lời nói của mình. Đến khi nào, một lúc nào đó đó, mình hết phước rồi, mình tự nhiên mình sẽ cảm nhận được à. Mình sẽ cảm nhận được mà giờ mình nói không được nữa. Hồi xưa mình nói được mà mình không có dùng cái lời nói mình một cách ái ngữ. Cho nên mình có lỗ tai nghe, phải lắng nghe cho kỹ. Cho nên khi mà mình đi nghe pháp cũng vậy. Đi nghe pháp là mình lắng nghe chứ không được nói chuyện. Không phải mình tổn thương ông thầy mà mình làm động chúng. Chúng mới quan trọng, chứ còn ông thầy nói có mình cá nhân ông không ăn thua gì hết trơn. Đại chúng ta nhìn mình, trời ơi, chỉ được phải, anh kêu kỳ vậy, đang nghe pháp mà nói chuyện. Một người nghĩ, hai người nghĩ, ba người nghĩ, bốn người nghĩ, tổn phước. Nhưng mà cái chữ tổn ở đây không phải tội nha. Tự mình có cái duyên lành ngồi trong pháp hội nhưng không để tâm lắng nghe. Mình ngủ cũng được, nó không sao hết đó. Mình ngủ cũng được nó, tại vì mình ngủ ít nhất mình chỉ ngủ phần mình thôi. Mình không làm động người khác. Cũng giống như trong đời sống hàng ngày, giữa uống rượu và bán rượu cái nào tội hơn? Bán rượu. Mình có uống rượu mình say, mình một mình thôi. Mình bán rượu là nhiều người say. Phạm giới á, phạm giới đó, một mình tội thôi. Mình phá giới một mình tội thôi. Nhưng mà mình phá kiến á, tức là mình đem cái tà kiến cố chấp của mình đi nói người này, mình nói người kia, để người ta cùng một cái tà kiến giống mình á, lỗi hơn. Tại vì này mình đi tuyên truyền nhiều hơn. Cho nên bản thân phạm giới một mình mà phá giới một mình tội, mà phá kiến á, thì nhiều người sẽ đi theo mình, không nên. Cho nên mình thực tập đến những cái nơi trang nghiêm mà pháp hội đông đảo thì chúng ta nên tự tôn trọng bản thân và tôn trọng cái pháp hội, tôn trọng cái môi trường, tôn trọng đại chúng chúng ta giữ. Pháp Hòa sẽ có dịp nói cho đại chúng nghe, người nghe pháp phải hội đủ 5 điều kiện, chứ không phải vô đây ngồi nghe là được đâu. Người nói pháp cũng phải có những điều kiện để nói pháp, chứ không phải muốn nói gì nói. Cái này là Phật tổ dạy. Mình nói pháp phải bằng tâm từ bi, mình phải nói pháp phải tâm bình đẳng, mình nói pháp vì không lợi dưỡng. Cho nên tất cả đều là phước của chúng ta cả. Thế nên cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm, tỉnh giác để chúng ta nhận thức cái phước của mình không. Mình không có cơm nhưng mình có cháo, có cháo là có phước rồi đó. Mình không có tiền nhưng mà mình vẫn có vật dụng mình xài. Đó, bây giờ ví dụ như cái thời Covid-19 đó, giữa mạng sống và tiền của, lúc đó mình thấy cái gì quý hơn? Mạng sống thôi. Lúc đó mình cảm nhận rằng hình như mọi người không ai quan trọng điều gì nữa hết. Và lúc đó chỉ muốn bảo vệ cái mạng sống của mình thôi. Và lúc nào mình cũng đi rửa tay, sát trùng, làm đủ thứ hết. Và cuối cùng chúng ta thấy, hằng ngày chúng ta không thấy điều đó. Nhưng một biến cố trong xã hội, trong đời sống xảy ra, tự động mọi người thu nhiếp trở lại liền. Đa phần chúng ta là thích đi ra ngoài, không thích ở trong nhà. Nhưng mà dịch bệnh rồi á, thích ở nhà hơn, không dám ra đường. Phải không? Mà gần như là có nhiều người sợ hãi hơn ở mình thôi. Cho nên cuối cùng trở về bên trong của mình vẫn là cái chính. Thưa đại chúng, mình có phước á, được sanh làm người nè, được đầy đủ mắt tai mũi miệng nè, được nghe chánh pháp nè, được gặp bạn lành nè, được gặp những đạo tràng có tu tập, có hạnh, đó là cái phước của mình. Còn ví dụ lỡ mình thiếu một hai cái cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn không có phước, mình chỉ thiếu thôi mà. Cho nên là nãy Pháp Hòa nói đó, hiếm ai mà phước toàn vẹn, phải được cái này mất cái kia. Hiểu được như vậy tâm mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái gì mình đang có phước, đừng tổn nó, đừng phí nó. Vẫn cứ xài, nhưng mà xài một cách chánh niệm, đừng để phung phí.
Nước mà xài tiết kiệm á, thì nước mình xài lâu. Mà hãy mình xả nước phung phí thì nước nó mau hết. Vậy thôi. Cái thời mà mình đói thì bữa nào mình ít thức ăn thì mình ăn từ từ, ăn nhín nhín. Hồi nhỏ bà nhớ ăn nhín nhín bà chín bẻ răng. Ăn nhiều nhiều bà tiều bẻ cổ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Kính cho con hỏi. Mỗi ngày tụng kinh 15 phút nhưng con không tưởng tụng được mỗi ngày, mà một tuần con tụng một lần một cuốn kinh, có tội không thầy? Thì có gì đâu tội. Ở đây ai đã từng ăn cơm có một cục thịt mà để dành lại ăn cuối cùng? Có ăn kiểu đó không? Hồi nhỏ mình chan nước thịt vô cơm, cái ngồi ăn cơm không với nước thịt, để cục thịt lại để làm chi biết không? Ăn cho nó ăn cho nó ngon, nói theo ngoài đời là ăn cho nó đã. Thật ra mình ăn từ từ hay mình ăn trọn vẹn cũng là mình ăn, nhưng mà mình biết cái thời, cái tụng kinh cũng vậy, có thời giờ mỗi ngày 15 phút, không có thời giờ một tuần tụng một lần. Nhưng mà mình tụng một lần và mình không tụng mỗi ngày không phải vì mình làm biếng, mà vì hoàn cảnh không có. Hai cái nó khác. Có thì giờ mà không tu thì mới rơi vào giải đãi. Còn tranh thủ thời gian một tuần dù một lần vẫn hành trì, đó là tinh tấn. Quý vị hiểu ý ha? Vì hoàn cảnh không ăn chay được nhiều, một tháng chỉ 2 ngày. Nhưng mà có hoàn cảnh mà mình vẫn ăn, mà đôi khi mình không nguyện hay là mình quên, thì mình không có chuyên cần trong cái việc đó thì cũng đâu có sao, bất quá là mình rơi vào cái quả là giải đãi thôi. Có ông thầy á, mỗi ngày ông không cho đệ tử ăn đậu hũ. Ông kho đậu hũ cái ông bắt nhỏ quẹt nước tương ăn không à. Thầy sao thầy không cho con ăn đậu hũ thầy? Ông nói để yên đi con, cho nó thấm. Cứ vậy đó. Cái một ngày nọ ông đi ra ngoài sân, ông tưới cây cái ông té cái ạch. Con đỡ thầy lên con. Nó thôi thầy nằm yên đó đi cho nó thấm. Nhân sao quả vậy mà. Giống như có cái ông đó, ông chuốt một cái miếng dừa. Thì đứa con nó hỏi ba làm miếng dừa làm gì? Cái trái tráo dừa khô đó ông nạo, ông làm cái chén vậy đó. Ông mới nói bà nội của con á, ăn cơm á, làm rớt chén bể hoài à. Tốn kém của ba quá, giờ ba cho bà nội con ăn cái miếng dừa khô để bà nội con khỏi làm đổ, làm bể. Kê nó mới nói khi nào ba làm xong, bà nội ăn xong ba nhớ dễ giữ lại cho con. Hỏi làm chi vậy con? Nửa ba già con cho ba ăn lại. Tại vì nó đơn giản là ba nói bà nội già lẩm cẩm sẽ bị rớt chén bể, thì con biết rằng một ngày nào ba cũng sẽ đến cái giai đoạn già lẩm cẩm và rớt, con làm cái nửa mất công. Thấy không? Mà cái này sẵn nó không bể, bà nội xài hết ba để đó con. Phải không? Giọt nước trước điền sau thì giọt nước sau nó đi như vậy. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy. Nếu mình không tin điều đó, hãy đi tìm tới những giọt nước mà chúng ta nhìn. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, mỗi giọt không bao giờ sai lệch. Nếu mình không tin nhân quả thì cứ đi tìm những giọt nước nó chảy mà nhìn vào nó. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, đích đích bất sai di, giọt giọt nó không bao giờ nó sai được. Cho nên á, phước á, muốn tìm cũng rất dễ, nhưng muốn mất phước cũng không khó. Cũng không khó, muốn mất là mất liền á. Giống như mình nấu nguyên một cái nồi súp rất là ngon, chăm chút
từ sáng tới giờ, đi ra dấp một cái đổ hết xuống đất, y chang như mình thôi. Nhất là những vị nào mà làm việc thiện, cẩn thận. Nhiều khi nguyên cuộc đời của mình làm thiện, cả một ngày mình làm lành, chỉ một lời nói, một hành động bất thiện của mình mất hết. Con có tấm hình Phật đang thờ nhiều năm nay đã phai màu, cô muốn thay mới tấm hình khác, nhưng vì tấm hình hiện tại đã được chú nguyện nên không biết có được không. Hiểu ý không? Hình đó đã có blessing rồi, và bây giờ mà đem bỏ không biết có được không. Có sao đâu, cũ mình đốt vì nó cũ mình đốt, chứ không phải là vì đang còn tốt mà mình bất kính mình đem bỏ. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ thời bây giờ người ta không còn xài CD, DVD nữa. Ngày xưa quý vị đi chùa, quý vị lượm CD băng giảng về để một tủ. Bây giờ thời bây giờ là lên YouTube không à, lên YouTube không à. Thì bây giờ cái dĩa đó mình làm cái gì? Để vô recycle, không tội lỗi gì hết. Vì nó thủy chung nó cũng từ một cái dĩa recycle. Rồi mình thâu cái bài giảng đó vô mình nghe. Bây giờ mình không xài nữa thì mình để nó vào recycle, để người ta tiếp tục chế tải nó làm một cái vật khác để mình sử dụng. Mình đâu có phí phạm đâu mà mình sợ. Kinh sách cũng vậy, kinh sách cũng vậy. Thí dụ bây giờ có những quyển sách nó hư rách, hoặc là nó không đủ trang, nó có vấn đề, recycle cũng không sao. Ở đây chúng ta làm vì hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta làm đúng việc, chứ chúng ta không phung phí, chúng ta không bất kính. Hình Phật cũ hư phai màu chúng ta đốt để chúng ta thay bức khác. Bức này ngày xưa đã từng chú nguyện thì giờ mình có bức mới, thỉnh chú nguyện tiếp, chứ không có gì cả. Thưa đại chúng, là quý vị nhớ vậy nè, khi mà mình làm việc gì trong Phật pháp á, cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn lại cái tâm khởi của mình khi làm, để chúng ta không có cảm thấy là hình như cái này bị tội, cái kia tội, rồi rốt cuộc á mình tu Phật phước đâu không thấy, mà thấy rốt cuộc thấy tội không à. Phật thì khuyến khích mình tu, nhưng mà nói hồi cái đừng đi ngang Phật tội, đừng ăn chén của thầy tội, ngồi ghế của thầy tội. Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tỏ lòng sự cung kính thôi, chứ không có gì hết á. Đây cũng giống như câu kế nè, thường thì thức ăn cúng dường chư tăng ni trước rồi Phật tử mới được ăn. Khi chồng con nấu thức ăn, con múc ra ăn thử một muỗng thấy ngon quá nên con đem cúng dường chư tăng, vậy có tội không? Anh thầy đâu có tội mà cảm ơn nữa, cô thử ngon mới tới em. Chứ nếu cô không thử mà cô đem dở, em hưởng hết làm sao? Giống như ở trong triều đình mà trước khi đem lên cho vua thì quan phải thử trước vậy đó. Thật ra cái này đâu có gì tội đâu. Hồi nãy mình không có cái ý đó, nhưng mình thử một miếng mình thấy ngon, thì khi mình thấy nó ngon mình nhớ tới chư tăng chư ni, đó là niệm, mà niệm tăng. Khi mình nhìn Phật mình nói Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật, đó là niệm Phật. Một khi nào mà một thấy một cái người đó người ta giận tức quá, người ta muốn chửi bới lên, mình tới mình nói chị ơi chị, một câu nhịn chín câu lành, nhẫn một lần sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mình nói cho ta nghe, vậy gọi là niệm pháp. Chị đừng có nóng giận như vậy, mình thương thầy trụ trì, mình thương quý thầy, mình bỏ qua đi chị. Niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đừng có làm cái đó tội phạm giới. Bây giờ tôi lấy chiếc nhẫn này, ai bỏ quên trong cái sinh này mà lỡ chị thấy là thôi tôi chia hai. Thôi chị ơi, mình trả lại cho người ta đi, tôi biết cái này nó nhiều tiền lắm, đừng có làm chuyện đó. Thì mình nhắc nhở đó là niệm giới. Vậy thì khi mà mình múc thức ăn ra mình thấy ngon, mình phát tâm mình cúng dường cho quý thầy, chứ mình đâu có làm gì đâu mà tội.
Thành thử nhiều khi mình không hiểu đó, mình cứ nói riết cái người ta nghĩ quý thầy là cái gì đó, ở trên dữ lắm, không? Không có được đụng vô. Không có phải vậy. Quý thầy cũng là người bình thường, mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà có cái điều là mình làm tất cả bằng sự cung kính, vậy thôi. Mình có kính á thì mình được cái phước. Chư tăng á có thể không cho mình phước, nhưng mà là cái điểm tựa để cho mình tạo phước. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói vậy, tượng Phật không cho mình phước, nhưng mà Phật tượng giúp cho mình tạo phước, vì mình biết sanh tâm cung kính. Con có một đứa bạn trai, con vô tình phát hiện nó nghiền hút heroin nhẹ thôi. Xin thầy dạy cho con phải đối xử với nó cách nào. Con cần phải nói cho nó biết hay không, hay nên tiếp tục quen nữa không? Nếu mình nhìn người đó là một người bạn, bạn thường hay là người yêu, mà mình biết người đó đang làm cái điều không đúng, tổn hại đến bản thân họ, chứ chưa tổn hại ai, bản thân họ thôi, thì mình thương họ cũng như thương mình. Thí dụ lỡ mai này mình thương họ thật, mình lấy họ làm chồng thì mình cũng muốn họ chuyển hóa. Nhưng mà may mình chưa, họ chưa là chồng mình, chỉ là bạn thôi, thì mình nên thành thật ái ngữ, đem bất cả tất cả lòng từ bi của mình để nói cho người đó biết, để người đó phục thiện. Nhưng mà muốn nói thì mình phải học cách nói, thấy không? Tôi biết bạn đang xài cái này, nhưng mà bạn có thể thương bản thân bạn, thương cha mẹ, thương tôi, mà bạn có thể giảm và từ từ dần đến bỏ. Tại vì mình sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình. Mình nói như thế nào để người đó nghe mà cảm động, cảm thông, và người đó sẵn sàng. Bạn thường thôi cũng nên làm. Tại vì bạn có 7 cách để mình thể hiện tình bạn. Trong đó có một điều là chúng ta nên khuyên bạn khi thấy bạn làm sai. Chúng ta không bỏ bạn khi bạn rơi vào cái tình cảnh khó khăn, phải không? Cho nên đó là những cái cách mà để thể hiện cái tình bạn của mình. Còn ví dụ mình nói hết sức rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì chừng đó mình đành bó tay chấm cơm. Nhưng mà không thể thấy người ta như vậy mà không nói gì hết. Mình chưa thử làm sao biết duyên của mình. Cho nên cứ hóa độ họ theo cái khả năng của mình. Còn họ không được nữa thì cái đó tùy vào cái phước duyên, cái phước nghiệp của họ. Kính xin thầy giải thích cho con tại sao ăn chay không được uống sữa bò nhưng lại được ăn cheese. Dạ đâu có ai quy định cái đó. Cái chuyện mình ăn chay á là mình không giết con vật để mình ăn thôi. Còn con vật nó còn sống mà nó vẫn cho sữa, nó vẫn cho những cái thực phẩm để mình ăn, thì cái đó không có sao. Mình muốn thì mình ăn. Trừ những người vegan. Vegan là những người ăn chay mà thật luôn á, nghĩa là ăn mà ăn kiên cử đó. Cái gì mà liên hệ đến con vật là không ăn. Tại họ quan niệm là bò nó cũng phải vắt sữa ra để mà họ lấy sữa nó, rồi biến chế ra thành cheese, thành bơ, mình không ăn. Thì đó là những người vegan. Còn mình ăn chay thì trên nguyên tắc là không giết con vật, lấy thịt, lấy máu nó để mình ăn thôi. Con vật còn đang sống, mình đoạn mạng của nó mình ăn thì mình không ăn. Còn những cái gì mà nó lưu xuất ra, những cái thực phẩm của nó như nước sữa để chế ra những món ăn khác, mình sử dụng được, vì mình chỉ là ăn chay thôi. Còn trừ khi nào mình vegan thì khác. Còn ví dụ mình không ăn cũng không sao hết. Còn ngược lại quý vị ăn chay đi, thí dụ quý vị ăn chay mà quý vị cũng đang thực tập rằng không ăn trứng, không ăn sữa, không ăn bơ, không ăn phô mai, không ăn cheese, cũng không sao. Đừng nghĩ rằng mình ăn như vậy mình cao đẹp hơn, cao thượng hơn những người ăn. Thành Phật không ở mấy chỗ đó, không? Mà nếu mình ăn được như vậy là phần mình. Còn ai chưa ăn được mình cũng không nói gì, vì mỗi người mỗi cái cách ăn. Mình nói tức là mình chưa giải thoát, mình dính vào cái pháp của mình.
Thật ra mình cứ nhẹ nhàng thôi. Ai ăn được, mình ăn được thì cứ ăn. Người chưa được thì bình thường. Tại cái chính là người ta không giết hại, để người ta lấy sinh mạng người ta. Cho nên các vị bây giờ mình vẫn ăn sữa, ăn bơ, ăn cheese bình thường. Chỉ điều không giết con vật để lấy thịt, lấy máu của nó mình ăn thôi. Thầy ơi, nhà ở Mỹ có cần thờ ông Địa, ông Thần Tài không? Nhà ở Mỹ ở đâu cũng vậy. Ông Thần Tài, ông Thổ Địa, nó không nằm trong cái một trong những cái phương cách thờ của Phật giáo. Nó là những cái tín ngưỡng nhân gian. Tuy nhiên, đạo Phật không có bài xích. Phật tử ai chưa thờ thì khỏi thờ. Nhưng lỡ trước kia mình đã thờ, bây giờ mình hiểu rồi, cũng không cần dẹp, cũng không cần cất, vẫn cứ thờ. Nhưng bây giờ sự thờ Thần Tài Thổ Địa của mình không còn mê tín như ngày xưa, là thờ ổng để ổng cho mình trúng số, để ổng giữ nhà cho mình, ổng cho mình tiền bạc, ổng cho mình làm ăn. Không còn cái cách mê đó nữa. Mà bây giờ mình thổi vào cái bàn thờ ổng Thổ Địa Thần Tài một chánh tín. Theo quan niệm của ngũ hành tương sanh, đây là ngũ hành tương sanh chứ không phải là ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sanh là thổ sanh kim, hiểu không? Thổ sanh kim là trong đất có vàng. Còn tương khắc là hỏa khắc mộc, hay là thủy khắc hỏa. Đó là nó khắc, gọi là tương khắc. Còn nó tương sanh là nó có cái tương duyên để nó sinh ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có tương sanh, nó có tương khắc. Bây giờ nếu nói trên phương diện tương sanh thì đất sanh kim, cho nên thờ Thổ Địa Thần Tài. Vì tài là tiền của, mà tiền của là kim. Kim là đất sanh kim. Vậy thì thổ là mảnh đất mình đang sống. Nói cách khác là tâm của mình. Tiền của là do mình làm ra. Từ trong lòng mình, từ khả năng tự thân làm ra có tiền mình sống. Nhưng nếu tự thân tự tâm mình biết sử dụng, biết giữ tiền, tiền nó mới còn với mình. Vậy có phải là ông Thần Tài ông giữ tiền mình không? Vậy thì bây giờ có ông phải ông thần nào ở ngoài không? Ông thần này bây giờ là ai? Mình. Vậy thì chữ thần trong lúc này nó nghĩa là gì? Là đạo đức, là khả năng giữ của. Mà khả năng giữ đây là gì? Không phung phí chứ không phải là không xài. Chứ không phải là không xài. Mà nếu không xài thì không phải là người giữ của, mà là người keo. Còn xài mà xài đúng mức là người chi dùng, có tiết kiệm. Còn có mà ông ra mình ăn mình tiết kiệm. Giống như có tiền phải để vô cái trương mục saving account. Tiền của mình có một phần để xài, một phần đi mình invest, tiết kiệm. Thì bây giờ mình thổi vào đó một cái ý niệm, một cái chánh tín, một cái lý, một cái ý, một cái đạo lý, thì tự nhiên Thần Tài Thổ Địa lúc này sao? Không còn là mê tín như trước kia nữa. Mà bất cứ việc gì cũng vậy hết, chứ không phải riêng cái chuyện Thổ Địa Thần Tài này. Quý vị thờ ông Táo, quy y rồi cũng không cần dẹp ông Táo. Nhưng mà bây giờ ông Táo này, cái bảng chữ Tàu ghi ở trong cái bảng thờ ông Táo: Định Phúc Táo Quân. Tại sao gọi là Định Phúc? Cái phúc báo, cái phước báo mà nó, cái gia đình này nó có an định, nó có ổn định hay không, tùy vào cái sự hạnh phúc nấu nướng gia đình của mình. Nếu mà một người vợ vẫn còn vui vẻ để nấu một bữa ăn cho gia đình thì gia đình này là phước, hạnh phúc. Chồng mà còn biết, con và chồng còn biết trở về nhà để thưởng thức những bữa cơm chiều với nhau thì gia đình này còn hạnh phúc. Vậy thì mỗi lần nhìn lên bàn thờ ông Táo, nhắc nhở cho con hãy nấu ăn trong hạnh phúc. Tại vì chồng con về, còn về ăn cơm với con. Con của con còn về ăn cơm với con. Mà nếu như mình bực bội, mình la lối, mình khổ sở thì một ngày nào đó nó thôi má khỏi nấu nữa, con ăn cơm con phiền quá. Cho nên nhớ người ta ăn đừng có lải nhải, để cho người ta ăn. Ăn đi rồi đi.
Ăn đi rồi báo tao. Thành nữ là cái này không phải định phúc nha. Cái này không phải định phúc là mình gì, mình nại phúc. Nại cho nó đi cho lẹ. Người ta ăn mà người Việt mình hay dùng cái từ là trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời ông đánh mình mà ông còn né cái bữa ăn đó, để cho mình ăn cho đàng hoàng. Còn giờ mình cứ lựa giờ người ta ăn ngồi tụng không à. Thành thử má cho con ăn được không? Thành thử nó là nhiều khi nó ăn mới có 2-3 miếng thôi, nó nói con no rồi. Hỏi sao mày no? Dạ má nói kinh cái con no rồi. Con ngồi đây má hồi hướng luôn chắc chết con. Cho nên định phúc táo quân. Còn thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, tiền hậu địa chủ, năm phương đều có năm chỗ. Mình đi phương nào nếu mình biết cũng sanh ra tiền của, cũng sanh ra phước lạc. Phía sau, phía trước đều có khả năng làm tất cả những việc tốt lành đó cả. Cho nên mình không hiểu thì mình thờ theo kiểu mê tín. Bây giờ hiểu rồi, thổi vào đó thì bây giờ cái việc làm đó nó có chánh tín hết. Và nó là sự nhắc nhở cho mình. Cho nên người Việt Nam mình á, ở trước có ông Thiên, giữa nhà có ông bà, trên ông bà có ông Phật, dưới đất có ông thần tài. Ba chỗ nha: trên Phật, dưới giữa ông bà, dưới ông thần tài thổ địa, sau có ông táo. Chỗ nào cũng có mấy ổng hết. Mà có mấy ổng thì mình không có làm bậy, không có mình phải biết là mình đang có hạnh phúc. Hiểu ý chỗ đó không? Thành thử ra hiểu được rồi thì mình thấy đó là một tín ngưỡng nhân va gian của người Việt, nhưng Phật giáo không có đả phá. Quý vị nhớ là học Phật á, là không đả phá ai, không chỉ trích ai. Và cái gì nếu chúng ta thu nhận được, chúng ta có đủ chánh pháp, có đủ khả năng để chúng ta làm cho nó đẹp lại. Ở Việt Nam á, có những cái nơi người ta phát nguyện vậy nè: ai có tượng Phật sức tai, mất mũi, méo miệng, hư hao tượng Phật đem tới đó. Họ có một cái nhóm tu sửa tượng Phật là hết, sơn phết là hết, xong họ để đầy trong cái chỗ đó hết. Ai muốn thờ Phật không có tiền ra chợ thỉnh, tới chỗ đó thỉnh miễn phí. Thì mình tu hành cũng thế thôi. Cái ghế nó méo, sửa cho nó ngay. Mặc áo sửa cổ áo. Tại vì sáng nào vuốt tóc, trẻ này có sao đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp mà. Mình sửa được cái sắc tướng của mình thì mình cũng sửa được hành động và cách sống của mình. Đó là đạo Phật. Cho nên bây giờ đạo Phật mình sẽ thấy nó ở khắp cùng nơi, ở dưới bếp, bất cứ chỗ nào. Đậy cái nắp nồi méo, sửa cho nó ngay. Nhưng mà nếu mà đồ thức ăn á, mà mình nấu đang nóng mà mình cần phải để á, thì phải cần phải để méo qua bên, để nó đừng có bí hơi, nó không có dễ hư. Vì vậy cho nên có lúc phải đậy kín mà có lúc phải hở nắp. Vậy thì có lúc hở nắp cũng đâu có nghĩa là mình sai, vì mình biết lý do nào mình hở nắp. Quý vị hiểu chỗ đó không? Tu hành cũng vậy, học Phật cũng vậy. Có những lúc tôi đánh nó một cái, nhưng tôi đánh bằng cả tình thương cho nó tỉnh thức, để nó đừng có mê. Dạ bạch thầy, con đọc trong Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn nói nếu người nào đi vào nước quỷ La Sát mà niệm Đức Quan Âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn. Vậy thưa thầy, quỷ La Sát là gì? Ông thầy ông nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, nó cái mặt nó đỏ rần lên. Tại sao thầy nói tôi ngu? A Di Đà Phật, quỷ La Sát tới rồi. Thì nói vừa xong, người đệ tử quỳ xuống lại liền. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con hiểu được đạo lý thầy muốn nói rồi. La Sát đâu có ở đâu. Giây phút nào mình tức giận thì giây phút đó là La Sát. Cái ông kia ông ăn hiếp một người khác, gặp một vị hòa thượng đi ngang. Đạo hữu nên dừng tay, đừng có hiếp đáp người. Cái nhân cái quả, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết.
Ông vừa nói xong hòa thượng sáng ổng một bạt tai. Thì ngay lúc đó ông sáng lại hòa thượng một bạt tai. Đạo hữu thấy nhân quả chưa? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đốn. Đốn là nhanh, gọn, chỉ thẳng. Phải không? Cho con. Như vậy thì các vị hòa thượng mà nói những cái điều, có những khi mình vô mình hỏi đạo bị nạt nộ đó, không phải là các ngài không thương mình đâu. Các ngài thấy mình mông lung quá, tu hành mà cứ nói chuyện bay bổng không, chặt liền đi. Mày khùng quá. Tại sao nói tôi khùng? Nói vậy để chi? Để cho nó đừng có bị vọng tưởng. Như vậy thì quý vị tu, mình biết à, thường á, nắp méo là phải đẩy. Ví dụ như bây giờ á, theo nguyên tắc là bàn thì phải ngay, nhưng có những lúc cái chỗ đó nó không được thì phải đành méo cái bàn qua một chút chứ có sao. Vậy thì bây giờ quý vị thường nói á, thờ Phật phải thờ xoay ra cửa chính. Bây giờ lỡ cái nhà mình ở trong một cái chung cư, cái cửa nó xây kiểu nào cũng không được hết á. Tốt nhất là bây giờ nó xây vậy này, mà nó xây mặt vô trong nhà của mình được không? Được hết. Phật không có phiền hà gì hết á. Mà Phật ngồi Phật nói chỗ này I am okay. Better than you bring me trong cái closet. Thành ra Phật không có hề phiền hà, chỉ chúng sanh mình là phiền hà thôi. Rồi bắt Phật phải chạy vòng vòng theo kiểu mình vậy đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này, mình mới thấy là học Phật là phải như hiểu phải đó. Tu Phật là phải như vậy. Phật giáo không phải những cái chuyện Phật không có thể tu hành để thành một đức Phật rồi để cho chúng ta thờ cúng lại lục theo cái kiểu nghĩ của mình. Như vậy Phật bình thường quá. Bỏ công sức ra để chờ những cái chuyện đó sao? Mà bây giờ mình muốn tỏ lòng tôn kính Phật không? Hãy thể hiện điều đó trong đời sống của chúng ta. Mình sống như thế nào để người ta nhìn mình đúng là nhãn hiệu Phật tử. Còn nếu mà nhắc tới, thôi đừng nhắc tới bà đó. Thí dụ vậy, người ta rùng mình, người ta sợ là biết là mình đã chưa thành công trong sự tu tập. Cho đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Cái gì người ta đưa mình? Thí dụ như người ta tặng cho mình một lon cháo đặc queo, ăn được. Tại mình ăn không được, chứ mình ta thích ăn cháo đặc kiểu đó. Tại vì cháo đặc là cháo Quảng. Cháo của người Quảng nấu đặc. Cháo của người Tiều nấu loãng. Bây giờ mình thích loãng phải không? Pha nước thêm vô, nêm nếm trở lại, có sao đâu. Người ta đưa mình một chén cơm, thích thì ăn cơm trắng, không thích để lên chiên. Ở chùa có nhiều khi mấy thầy nhỏ đâu có biết, còn trẻ mà, thấy mấy tô cơm nó bị nguội á, nó khô hết trơn, đòi bỏ và nó để đó cho thầy. Pháp Hòa đem Pháp Hòa bóp nó ra hết, xong cái pha một chút nước gia vị, rưới nó vô, ngâm đó một chút. Sau đó chừng chút thôi, sau đó bỏ lên chảo xào lên. Một lát cơm á, nó thấm mà nó có gia vị, nó ráo, nó ngon mà không bỏ. Bánh mì cũ phải không? Bánh mì khô phải không? Quý vị để đó đi, ăn súp, ăn cháo thả vô thay vì ăn giò chảo quẩy. Không phí mà chúng ta vẫn giữ được cái nó. Ngay giây phút đó mình hiểu được đạo Phật là gì. Con đi chùa thấy tượng Phật Ngọc, tượng Quan Âm nhỏ, con thỉnh về nhưng con chỉ trưng trên bàn hay để chỗ cửa sổ để vậy thôi. Cách đây 2 tuần cháu con tới nhà chơi, cô ấy nói tượng Phật mà gì thỉnh về không thờ mà để vậy là mang tội với Phật, kiếp sau không được đẹp. Thật sự ra cái này cũng là một cái niềm kính Đức Phật, nhưng mà cô không cần phải nói dữ vậy đó. Thật ra cái nào thờ thì mình thờ, tượng mình trưng thì mình trưng, nhưng mình đâu có trưng cái chỗ tầm bậy đâu. Thí dụ tượng Phật không mang vô nhà vệ sinh, mình trưng trong nhà mình, trong đồ tổ, trên tủ, trên gì đó, đấy là tượng trưng. Còn cái tượng nào thờ? Cho nên tượng thờ không thờ nửa tượng. Vì cái tượng thỉnh thoảng họ làm cái nửa người á, thấy không? Cái tượng là tượng nghệ thuật trưng thôi, không có đưa cái tượng đó lên. Hễ thờ là thờ nguyên trọn vẹn một tượng, thấy không? Vì sao? Vì đó là cái chỗ để chúng ta hướng tâm mỗi ngày. Bàn thờ là để chúng ta hướng tâm,
còn chân là để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thưởng thức cái nét đẹp của tượng Phật, thí dụ vậy. Cho nên hai cái nó rõ. Nhưng mà cho dù có lỡ làm gì đi nữa cũng không có tội gì, bất quá mình không biết thì mình bất kính vậy thôi. Nhưng mà cái đó mình phải nhẹ nhàng. Con thọ Bồ Tát giới tại gia, vào ngày 14-29 con tự Bồ Tát tại gia thì phải thực hiện những bước nào? Xin Thầy Quan Hỷ chỉ dạy. Ở dưới tụ kinh đó có cái quyển tụng giới cho Bồ Tát tại gia. Quý vị nào muốn đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì tới chùa xin một quyển đó, về nhà mình thực hiện cái nghi thức đó. Trong đó chỉ dẫn rõ ràng, mình cứ tụng theo 6 giới trọng, 28 giới khinh đó. Xin Thầy chỉ dạy cho con cách kềm chế cơn nóng giận đối với sai lầm của con. Khi bình thường con rất hiểu tật xấu của mình, nhưng khi cơn nóng giận bộc phát con cứ như là một người mẹ kế. Này rất thành thật. Thật ra thì hôm qua con có một người Mỹ, họ cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Và người Mỹ này còn nói hay hơn nữa, nó nói tôi thường nóng giận như vậy mà bây giờ tôi cảm thấy cái cơn nóng giận này đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Ông Mỹ ông phát biểu vậy đó. Thì bây giờ mình ngồi đây có ai là có người bạn nóng giận chưa? Chắc ít hay nhiều phải không? Quý vị thường biết nóng giận không bao giờ mang lại kết quả tốt. Và thường một người nóng giận là thường nói những cái điều khó nghe. Và ngay câu hỏi nè, con biết con của con có những cái sai lầm, gọi là nóng giận với sai lầm, nhưng họ sai lầm mà mình nóng giận để rầy cái sai lầm đó thì làm sao phục sai? Họ sai thì mình phải tỉnh. Mình tỉnh mình mới đủ lý lẽ, mình đủ tỉnh thức, mình đủ cái khả năng mình chỉnh cho người ta sẽ, phải không nè? Thật ra là người ta đang nóng mà mình đem cái giận tức của mình nói thì không cảm hóa được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đem một cái ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy. Khi Pháp Hòa mở một cái tủ chén ra đó, hồi nhỏ Pháp Hòa chỉ cho mấy thầy cách sắp chén dĩa vào tô, vào tủ. Thì có thỉnh thoảng ban ngày Pháp Hòa ở nhà và mở một cái tủ chén ra thì chén dĩa nó nằm, chén nhỏ nó nằm ở dưới, cái dĩa bự nó nằm ở trên, nó nằm lung tung hết. Pháp Hòa để yên đó, không có dọn. Để yên đó xong rồi á, chiều đi học về á, vô bếp ăn cơm xong rửa dọn, Pháp Hòa biểu lại, kêu hết lại mở tủ ra. Bây giờ mấy con nói cho thầy nghe cái tủ này nó có gì? Nó dạ ai úp chén không có đúng. Vậy thì bây giờ con thấy cái sai rồi nè, phải không? Bây giờ con chỉnh lại cho nó đúng coi. Tại vì nếu mình nóng ruột á, mình sửa lại hết á, thì một lát mình mở tủ ra mình chỉ á, thì mình chỉ cái gì? Chỉ cái đã sửa mà người đó không thấy được cái sai hồi nãy. Cho nên trước khi mình cho người đó một cái cách thức chỉnh sai thì cho họ thấy một cái đã sai. Để chi? Để thấy được hai cái khác biệt giữa before and after. Cho nên trước khi đi làm đẹp, người ta sẽ chụp một tấm hình xấu để người ta quảng cáo, sau khi làm đẹp rồi thì anh sẽ thấy big difference. Đó là một cách. Mấy thầy mỗi buổi chiều á, múc một chén, trút một chén cháo ra cúng cô hồn. Thì cái cách nấu rất đơn giản. Khi chùa nấu cơm xong, xới một chén lên cúng Phật, múc một miếng để vô bình thủy, bấm và thêm một tí nước sôi đậy lại, là chiều là gạo nở thành cháo. Ở chùa đều đặn ngày nào cũng giống nhau. Cứ hễ nấu cơm xong, một chén lên cúng Phật, một miếng để vào bình thủy chuẩn bị cho buổi chiều, rồi sau đó đại chúng ăn cơm. Đi học về cúng cháo, trút ra cái chén xong để yên không rửa, 3 lần 4 ngày, 1 tuần 2 tuần cũng còn nguyên. Thời Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa nói chiều ăn cơm lại, Pháp Hòa nói bắt đầu từ chiều hôm nay tất cả chùa chúng ta ăn cơm xong không rửa chén, đem chén vô phòng cất, ngày mai ra ăn tiếp. Mấy ổng trốn mắt, mấy ổng nhìn Pháp Hòa chứ, trời đất ơi chén dơ vậy sao ăn? Nếu con thích ăn chén sạch tại sao không rửa bình thủy? Mình thích ăn sạch, cô hồn cũng khoái sạch.
Cái gì mình không muốn, không bao giờ làm cho người khác. Đó là cái cách dạy mấy chú ở chùa của Pháp Hòa. Mấy ổng đi học về lột cái vớ ngược lại, một nùi cát, vớ ở ngoài thì nó dơ, dục nguyên cục vô trong cái máy giặt á. Quý vị có bị con mình giặt vớ kiểu đó không? Rồi giặt xong hốt ra còn nguyên cục hết, Pháp Hòa để yên đó. Vớ này sạch hay dơ con? Giờ không biết. Giờ nhìn về đâu có biết sạch dơ phải không? Ngửi cũng hơi thơm thơm. Tại vì ở ngoài nó có xà bông thơm rồi. Pháp Hòa mới nói vớ này đã giặt rồi, nhưng bây giờ con sổ ra coi. Sổ ra cái trong vớ hay cát rớt ra. Con thấy không? Đôi vớ mình giặt mắc cái gì mình không lột nó ra? Mình giặt là giặt cái dơ mà, thì phải tuốt nó ra, vũ cho nó sạch cát, giặt cái dơ. Bây giờ thấy nó dơ không? Bỏ giặt lại. Một chuyện. Mua đôi giày mới, sọt vô kiểu như mang dép vậy, cái đuôi ăn sao nó cúp xuống. Pháp Hòa thấy và để yên đó. Ủa cái này đôi giày hay đôi dép con? Dạ đôi giày. Đôi giày mà sao nhìn như đôi dép vậy? Lúc đó lại bẻ ra. Nói, cái nào là giày mang đúng nghĩa là của đôi giày, cái nào là dép mang nó thành dép. Pháp Hòa dạy cho mấy chú. Mà bây giờ Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe để chúng ta biết rằng tu Phật là tu cái gì. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì dơ thì chúng ta lau, cái gì lệch thì chúng ta chỉnh cho nó ngay, phải không? Lệch thì kê, méo thì sửa, dơ thì rửa, không đúng thì mình làm cho nó đúng. Đó là Phật. Cho nên chúng ta gọi là trung đạo hay là chánh đạo. Trung là không bỏ, không bỏ cái này, không bỏ cái kia, mà chúng ta biết giữ nó ở đó. Đức Phật dạy trong kinh á, trên đời có những hạng người quý, biết tạo những cái gì chưa có, biết sửa những cái gì đã hư. Nếu mình chưa có một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà. Nhưng mà nếu nhà mình ở mà lỡ nó hư nó mục, mình biết sửa cho nó không hư mục. Mà có nhiều khi cái nhà còn rất tốt, chỉ có cái chỗ đó nó hư thôi, thì sửa cái chỗ đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thành ra Phật dạy mình á, một là tạo những cái gì chưa có, hai là sửa những cái gì đã hư. Cơn nóng giận của mình cũng thế. Cái lầm á ai cũng có, nhưng mà nếu mình lấy cái lầm này mà sửa cái lầm kia là không được. Vì vậy cho Đức Phật dạy thấy không? Nóng giận mà đem đi rửa, đi giải cái nóng giận thì không bao giờ được. Cho nên mình đã biết được điều đó chứ không có gì lạ. Thôi câu hỏi cuối cùng. Xin Thầy để giải thích cho con hiểu rõ 12 nguyện Quán Âm. Tại sao chỉ nói Nam Hải chứ không nói Đông Hải, Tây Hải hay Bắc Hải mà nói Nam Hải? Tại vì mình thay niệm Nam Mô Vọng Nam Nham. Nam Nham tức là núi ở phía Nam, cần lễ bái vân vân. Bởi vì đây là theo một cái tích ở phía Nam của miền phía Nam Ấn Độ, có một ngọn núi tên là núi Potala. Và người ta tin rằng Đức Quan Âm trụ ở cái núi đó, cho nên người ta gọi là núi Potala. Mà bây giờ mình âm là núi Bổ Đà hay núi Phổ Đà ở bên Trung Quốc á. Người ta cũng tự dựng một cái núi bên Trung Quốc, đặt cái núi đó tên là Phổ Đà đó. Vì vậy mình mới có cái câu á: Bổ Đà lạc già thường nhập định, tùy duyên cảm ứng mỹ bất châu. Tầm thanh cứu khổ, độ quần mê, thị đắc danh vi quán tự tại. Ngài Quan Âm thường ở núi Bổ Đà, và cái núi đó ở phía Nam Ấn Độ. Vì vậy cho nên mình lại Đức Quan Âm phía Nam, đại khái vậy đó. Đây là một cái ý thôi. Còn nếu mà nói về cái lý sâu á, phía Nam là tượng trưng cho phương trí tuệ. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, nhớ không, phẩm thứ 12 đó, người nào muốn học kinh cho thuộc thì hãy hướng về phía Nam để mà uống nước đó. Phía Nam là hướng của trí tuệ. Đó là biểu tượng chứ không phải là tối ngày cứ đi ra phía Nam đứng. Cái nói ủa sao con không thấy trí tuệ mà thấy trí tệ không? Theo lời Phật dạy á,
à, trong cái driver license của con á, là con có để yes donor, có nghĩa là hiến, hiến xác, hiến tạng. Họ sẽ lấy ngay bộ phận của người tử thi ngay sau khi chết, ngưng thở. Vậy theo lời Phật dạy nên để một thời gian 8 tiếng để cho thần thức đủ thời gian nhận định để biết là thân thể không còn sống nữa. Câu hỏi là xin thầy cho biết là làm sao để mình không bị sân mà vẫn làm được việc hiến, hiến xác, hiến tạng. Ý cái câu hỏi là bây giờ con hiến tạng, hiến xác cho người ta, mà nguyên tắc hiến thì người ta phải lấy liền, mà bây giờ con theo Phật á, là người ta nói á, là chết phải để 8 tiếng. Rồi bây giờ nếu mà để 8 tiếng mà nó cứng ngắc rồi lấy gì nữa giờ, hay là nó chết queo thiệt luôn rồi làm sao, mà bây giờ làm sao con vừa nằm đó đủ 8 tiếng mà con có thể vừa cho được cái bộ phận mà gì mà của con cho. Đâu có được như vậy. Khôn quá. Thật ra đó, cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm các tổ hướng dẫn cho mình thôi. Nhưng mà quý vị nhớ vậy nè. Một khi mình đã phát nguyện hiến xác, hiến tạng, đó là cái nguyện của mình. Thành thử ra nếu như ai đó mà lấy được những cái bộ phận mà mình còn cho được người ta, đó là có phải là một niềm vui không? Đó là một niềm vui. Mà đã là niềm vui mà hiến thì mắc gì nói sân. Mình đã nguyện mà, mình đã nguyện mà người ta cho mình được thì mình cho được thì mình phải hoan hỷ. Chứ làm gì có chuyện là mình nổi sân. Nổi sân là khi mình không cho mà người ta lấy á. Quý vị hiểu chưa? Cho nên không, hai cái này nó rõ ràng vô cùng. Anh phát nguyện thì người ta tới. Thầy, một thầy thì giả nói, trời, kỳ này thầy ở chùa Huê Lâm 3-4 ngày, một ngày thầy giảng 3 thời. Chưa bao giờ một khóa tu nào một ngày thầy 3 thời hết. Nói tại thầy lỡ nguyện vô cái chùa này nè. Quý sư cô đề một cái chương trình một ngày nói 3 thời, chưa nói rỉ rả nữa nha. Nhưng mình nguyện. Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ông có lúa. Rồi ông phát nguyện là lúa tôi trồng được rồi, ai cần tới lấy. Thì có một con chim, con chim đó tên là con chim Oanh Vũ, nó tới nó lấy cái lúa đó. Thì ông lưới ông bắt nó đi. Thì ông bắt ông lưới nó xong thì nó mới nói là tôi đâu có ăn cắp của ông, do ông phát nguyện mà tôi tới, ông cho tôi mới lấy. Ông mới nhớ trực, ủa ông nói ông phát nguyện cho mọi người thì con chim cũng là một loài. Ông nói phát nguyện cho mọi loài thì chim nó nghe, thì ông phát nguyện nó tới nó lấy. Mà ông chỉ nghĩ là ông cho vậy cái con người ta lấy thôi, con chim không được lấy. Thì con chim nó nói tại vì ông phát nguyện cho nên tôi mới tới, tôi lượm, tôi lấy lúa. Thì nó ổng hỏi người lấy để làm gì. Nó tôi lấy về tôi nuôi cha mẹ tôi, tại vì cha mẹ tôi bị mù. Hai con chim mẹ chim cha bị mù, chim con đi lấy lúa về nuôi. Thì ông này mới nói chim muông mà nó còn có hiếu thảo như vậy, huống là con người. Đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca trong một kiếp nào đó, ngài đã là một con chim Oanh Vũ hiếu thảo. Hai con chim mẹ chim cha bị mù của con chim đó đó, kiếp trước đó, đời nay là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Người mày phát nguyện cho lúa đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên câu chuyện đó kể ra để cho chúng ta thấy được tiền thân, và cũng để nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta được gặp trong đời này, những ai chúng ta được gặp trong đời này là cái duyên của đời trước. Nhưng mà nếu như mình gặp mà mình sống chung, mình hạnh phúc, mình làm thiện lành với nhau, đó là duyên lành. Còn gặp nhau mà để hiềm khích, để có oán cũng là duyên, mà duyên bất thiện. Nhưng mà tu á, đối với người thường không hiểu á, thì thấy duyên bất thiện thì ghét bỏ. Nhưng mình hiểu đạo rồi, cái duyên thiện thì mình nên bồi đắp tăng trưởng, duyên bất thiện thì cố gắng làm sao để cho duyên bất thiện nó giảm đi. Vì thủy chung trước sau chúng ta cũng phải đối với duyên này. Cái quan trọng là làm sao cho sự việc con người nó tốt hơn.
để chúng ta thể hiện được cái tinh thần tu tập của nhà Phật. Tu xe mà còn mới cáo cạnh, mới mua về, có gì phải sửa đâu, thì phải làm gì? Đi xong phải hút bụi, chùi lao cho đàng hoàng để giữ xe cho nó tốt. Còn lỡ nó hư thì bắt đầu đem vô trong tiệm để sửa. Cả hai cũng phải chăm sóc. Tốt thì lau chùi, giữ gìn để nó đừng dơ, phải không? Hư tróc thì chúng ta lại phải tu sửa. Thế thì tu cả hai mặt, thiện cũng phải làm, ác thì phải chuyển hóa. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và lời cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin nhắc, chúng ta làm lễ Phật đản nghĩa là chúng ta biểu tượng lấy ngày của Đức Phật sinh là một biểu tượng nhắc nhở chính mình. Hôm nay chúng ta chào mừng ngày Phật ra đời cũng là chào mừng mỗi ngày chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta phải làm được một việc rằng dù lành hay không lành, chúng ta đều phải làm việc cả hai. Tốt thì chùi giữ, cái đó gọi là gì? Dưỡng tánh. Cái gì hư mục cần sửa gọi là tu tâm. Thế thì tu tâm là gì? Tu tâm là tu cái tâm chưa lành. Tánh đã lành thì cần phải dưỡng cho nó tăng trưởng. Chúc đại chúng mỗi ngày tu tâm dưỡng tánh cho tốt. Dạ thưa đại chúng, là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, người xưa thường dùng cái từ là lấy vật đổi vật. Hồi xưa người ta không có xài tiền, người ta lấy cái món hàng gì đó người ta trao đổi với nhau. Ví dụ như nhà mình là phát triển về rong biển, thì nhà này có gạo thì mới lấy 1 ký gạo đem tới cái nhà kia đổi lấy 2 ký rong biển, thí dụ vậy đó. Cho nên ngày xưa người ta không, chưa có, khi mà thời đại người ta chưa có nghĩ ra được phát triển tiền thì người ta lấy vật đổi vật. Ngày nay á, xã hội văn minh, người ta quy định một giá trị trên một tờ giấy để người ta đổi chác với nhau. Mà lại chúng nghĩ trong cuộc sống này, ngày nào chúng ta cũng có những cái đổi chác. Ví dụ chúng ta lấy công sức của mình ra đi làm cho công ty đó để đổi lấy gì? Đổi lấy đồng tiền. Rồi mình lấy đồng tiền đó đó, mình đi đổi quần áo, đổi vật thực mình sống, có phải không? Rồi thậm chí á, mình lấy tiền, nhưng mà nếu mình có chánh niệm á, thì mình lấy một vật, mình đổi một vật, nhưng mà luôn luôn có tính toán. Ví dụ mình bỏ 10 đồng ra, mình phải mua 10 ký gạo. Hoặc là mình đi dò giá 10 đồng của mình mua được cái gì. Ví dụ như bên này 10 đồng mua 10 ký gạo, bên kia 10 đồng mà có 9 ký gạo à, dễ gì mình chịu. Tại luôn luôn mình phải tính, mình bỏ tiền ra mình phải mua cái gì cho nó xứng đáng hoặc là hơn cái mình bỏ, chứ không ai mà lộ lã hết á. Mình phải tính. Nhưng mà cái người bán họ tính hơn mình không? Phải tính hơn chứ. Thành thử ra phải nhớ là mình mua, mình nói trời tôi mua được cái này rẻ lắm nè. Nhưng mà rẻ đối với ai? Đối với mình. Chứ còn thật sự người bán là nhất định phải có lời. Vì nhưng mà chúng ta chấp nhận vì đó là một cái luật bình thường trong cuộc sống. Ngược lại mình cũng thế thôi, mình bán cái gì ra mình cũng có lời, phải không? Cho nên rồi thậm chí lấy tiền đổi tiền có lời không? Có luôn. Thí dụ bây giờ mình lấy tiền Mỹ mình đổi tiền Nhật thì người ta cũng phải tính tiền mình, cái tiền service, tiền gì đó. Thành thử ra 100 đô đổi được bao nhiêu tiền Nhật, trong đó người ta phải có lời thì người ta mới làm chứ, phải vậy không? Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta lấy cái này đổi cái kia và luôn luôn có tính toán. Đó là chuyện bình thường, không sao hết. Và mình bỏ ra tiền để mình mua hoa à, rồi mình mua một bó hoa tặng ai? Tặng người yêu. Vậy thì lấy tiền mua bó hoa, đổi bó hoa, lấy bó hoa đổi một nụ cười, lấy bó hoa để đổi một lời xin lỗi, để đổi lại cái sự tha thứ. Thậm chí mình mua một hộp bánh làm quà, đổi lấy một tình cảm, đổi lấy một cái sự giao tiếp. Đó rất bình thường trong cuộc sống. Và Phật giáo, Đức Chư Tổ đã thấy cái đó, cho nên cũng hướng dẫn chúng ta. Chúng ta dẫn cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết lấy cái này đổi cái khác,
nhưng mà đổi một cách chánh niệm chứ không phải là không chánh niệm. Ví dụ như có nhiều người, người ta lấy tiền, người ta đi mua cái vật gì đó để người ta sống ăn cho nó tốt. Có người người cũng lấy tiền nhưng mà đổi lại một bao thuốc lá. Mua bao thuốc lá đó vậy làm gì? Nám phổi chơi. Vậy thì mình đâu có chánh niệm, phải không? Rồi ngược lại mình buồn, có nhiều người ta buồn cái ta biết kiếm cái gì để đổi cái buồn đó đi. À, ta chuyển cái buồn đó thành cái vui, cái ta đi chùa, ta nghe pháp, ta tu. Cho nên thậm chí có nhiều người nói cái anh đó tu gì thất tình, nó vô chùa nó tu đó. Thôi cũng được, nó thất tình nó biết tu. Còn có nhiều đứa nó thất tình, nó đi làm gì? Nó uống rượu, nó hút thuốc, nó ăn chơi, sa đọa. Và thậm chí có nhiều người dại hơn nữa, thất tình đi tự dẫn. Vậy thì bây giờ cái người mà thất tình mà tu tốt không? Với cái nhìn người bình thường ấy, tu là phải. Nhưng mà thật sự ra người ta khổ mà người ta đi tìm một cái đường thoát khổ, cái đó tốt hơn. Vậy thì tu là gì? Tu là mình thay đổi chứ có gì đâu. Tu là mình chuyển đổi. Bây giờ mình chuyển đổi, mình muốn khổ quá, mình muốn đi tìm. Thì thế gian người ta nghĩ rằng á, buồn phải nghe nhạc mới tốt. Chắc đâu. Buồn mình nghe nhạc buồn hơn. Thành thử ra mà thường thường mình buồn gì mình phải đi tìm bản nhạc nào mà nó cho nó tương đồng với cái nỗi khổ của mình á, mình nghe mình mới thích. Bây giờ thí dụ như một người đi với một người á, đúng tâm trạng tôi lắm á. mình thường thường chúng sanh mình là vậy, tức là mình đi tìm. Thì bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta, mình nghiệm lại trong cuộc sống của ta. Bây giờ quý vị thấy là một năm mình đi làm để dành tiền, sau đó mình đi một chuyến du lịch, phải không? Là trong cái chuyến du lịch đó là mình xài không à, mình xài không à. Nhưng mà bên cạnh cái xài đó mình muốn gì? Đi mua quà tặng cho người này người kia. Vậy thì trong cuộc sống này không có ngày nào mà chúng ta không có sự đổi chác. Và thậm chí trong cái tình cảm mình cũng có đổi chác nữa. Để tôi tặng cho cái ông này món quà này, tại vì tương lai mình sẽ nhờ ông lo giấy tờ giùm mình. Thật sự là vậy mà, phải không? Thành ra chuyện đó không có gì sai hết á, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết lấy cái gì đổi cái gì, và cái đó nó tăng trưởng cho mình cái gì. Ví dụ như quý anh chị lấy 10 đồng hay là 50 đồng mua cái chuông đấy, đổi chác nè. Người ta có chuông, mình không có chuông. Bây giờ người ta bán cái chuông đó, mình lấy tiền mình đổi cái chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đem về mình thỉnh lên để nhắc nhở mình tu tập. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lấy số lượng tiền đó, họ đi mua vài kết bia, vài chai rượu họ uống. Nhưng mà sau khi đó xong rồi thì bệnh tật, không có lợi. Cho nên chư tổ thường nhắc chúng ta, cái tiền bạc là cái của làm sao? Thường thường ta kêu tiền bạc. Tiền là nó bạc lắm. Không? Vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia, phải không? Đó là chuyện bình thường. Mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi. Có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn, phải không? Có nhiều người có tiền không biết xài, không biết sử dụng, thành thử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt. Cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này, tiền của đó, tiền của là của tạm bợ, nó không có kiên cố, nó không có cố định, nó không có ở với mình. Cho ngày xưa Phật cũng kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có 4 bà vợ. Mà khi ông sắp chết, cái ông mới hỏi, giờ tôi sắp chết rồi, bà nào chịu theo tôi? Thì ông xoay qua bà thứ nhất, cái bà thứ nhất nói, tôi xin lỗi ông nghe, thương ông thì thương, nhưng mà ông mà chết rồi, tôi kiếm người khác, chứ còn tôi không thể ở sống độc thân vậy được. Qua bà thứ hai nói, tôi cũng xin lỗi ông nghe, tôi ông mà mất rồi là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Rồi bà thứ ba cũng như thế. Rồi qua tới bà thứ tư, thì bà thứ tư chưa, ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư, thì bà vợ thứ tư mới nói, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Phật kết thúc câu chuyện, Phật mới nói, ông trưởng giả đó có 4 bà vợ, mỗi chúng sanh ta đây cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tiền của,
mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền, là lo cái đám tang đó. Ví dụ mình để dành được 10.000 thì đó, mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ. Vậy thì bà lấy chồng khác không? À, thứ hai là thân xác này. Cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được, thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa. Lúc sống thì mình o bế lắm, nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ, thôi nó thối chịu gì nổi. Thiêu chôn làm cách nào đó. Bà đó là bà vợ thứ hai, không theo mình. Bà vợ thứ ba là gì? Là người thân của mình. Lúc sống ha là chia sẻ ngọt bùi, tâm sự gửi gắm đủ thứ. Nhưng khi mất rồi á, thương mình lắm là tới đâu? Đưa ta tới mộ thôi, chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu. Có nhiều người ta nói cho tôi theo, gào 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 vậy đó, nhưng mà có người cản hết rồi. Nhiều khi họ cũng phải dặn lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe. Nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá, cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng phải sống chứ, không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết theo, mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu. Rõ ràng ba bà vợ có nào theo mình không? Không. Duy có bà vợ thứ tư theo mình thôi. Đó là nghiệp lực của mình, đó là phước tội của mình, hiểu không? Cho nên bà vợ thứ tư á, bà xoay qua bà nói với ông chồng: ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Vậy thì cái gì đi theo mình? Chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp phước mình thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này chữ nghiệp là gì, là những hành động, những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì. Ví dụ nè, bây giờ mình đi làm, mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không? Không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết. Dù người có học và không có học, ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Vì sao? Vì mình luôn luôn muốn cái điều, cái thuận tốt cho mình. Thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành. Vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố. Nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, mình có 100 đồng, xin lỗi, mình đi ra mua vài bịch kẹo, vài món quà hoặc đãi bạn bè ăn chừng 5 người là hết 100 rồi. Nhưng nếu 100 đó mình cúng chùa, mình làm phước, mình bố thí, cái đó nó không có mất. Vậy thì tiền của gọi là gì? Cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài. Bất kiên là gì? Là không có kiên cố. Còn cái kiên là kiên cố, chữ kiên này là kiên cố, là vững chắc. Vậy thì tiền của là cái không kiên cố. Thậm chí nhiều khi đi ra băng rút tiền để trong túi, đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi. Vậy thì tiền của này không kiên cố. Thậm chí đi làm để dành tiền cất trong nhà, nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên Facebook hết. Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia, cái mấy tên ăn trộm nói cảm ơn báo tin nghe. Vô thầm mất tiền, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia, cả hỏi cái bạn bè nó hỏi chị đi với ai, đi cả nhà luôn. Thôi ăn trộm nó cảm ơn, nó nói báo tin đầy đủ chi tiết. Thì ăn trộm nó nói sao, cảm ơn báo tin tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn. Tiền của là cái không kiên cố. Bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi, của tiền của đó, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của là của năm nhà, không phải của mình. Năm nhà đó là gì? Nước trôi, lửa cháy, bị tịch thu bởi vua chúa nhà nước, con cái nó phá sản, rồi cuối cùng là gì? Trộm cướp. Của cải không phải của mình. Và mà cho dù mình có để dành cỡ nào đi nữa, chết thì để lại cho con cái. Mà nếu mà con cái biết giữ, còn khá khá, còn không biết thì càng hao mòn sớm hơn. Như quý vị đã từng thấy,
có những người đại gia đại phú chứ, nhưng mà cuối cùng rồi trở thành ra cái người nghèo đói. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều những thứ, nhất trước hết là tiền bạc. À, tiền bạc gọi là gì? Bất kiên tài. Bây giờ có một cái kiên nè, bố thí giúp người. Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó, có cái em đó nó tới nó uống sữa, nó lấy ăn cắp sữa một cái quán nó uống, thì cái ông chủ bán sữa đánh nó, hất cái ly nước, nó không cho nó uống, vì nó tội, nó là tội ăn cắp. Thì trong lúc đó có một người đi tới mua lại một ly sữa khác cho nó uống. Vậy thôi. Sau đó một thời gian dài thì cái ông già mua sữa đó, đó ông bệnh, ông nằm bệnh viện, mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó cao tiền quá, ông trả không nổi. Thì một ông bác sĩ bước vô đưa lại cho ông cái hóa đơn và nói rằng ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước. Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho ly sữa đó đó, bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ. Thà thứ một ly sữa có đáng là gì không? Mấy con bạc à. Nhưng mà cho đúng người thì người ta trở thành một người có lợi ích, có xã hội, thì biết bao nhiêu người được lợi. Cho nên mình cúng chùa đó, mình cúng vô chùa, chùa xây dựng mở mang, đâu phải 100 đồng mình không có làm được, nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó tạo ra được một đạo tràng. Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa, phải không? Đâu có chỗ để tới thăm, đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị, phải không? Cho nên cũng như thế, bây giờ mình hùng tiền mình tạo cái tượng Phật, những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm. Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết, nhưng mà đi ngang cái đó hỏi, cái gì vậy anh? Nói tượng Phật. Miệng họ nói được chữ Phật mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói. Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm, miệng họ nói được câu đó. Thậm chí mình ghi một câu lên ở dưới tượng Phật á, thí dụ Phật đó là Phật Di Đà, mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai người ta đi ngang á, dù người không muốn đọc, anh đó đạo chúa đạo gì cũng biết, mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được thì nhất định anh phải đọc không? Nam Mô Di Đà Phật. Anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ cái tâm, từ cái chữ mình ghi như vậy đó, cái người đó họ mắt họ thấy danh hiệu Phật, tư tưởng họ, dù họ không đọc ra tiếng nhưng họ đọc trong tâm họ. Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ, mình tịnh cái nhãn căn của họ, mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ, phước chứ. Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó, đến cửa chùa gì? Sanh tâm hoan hỷ, phải không? Vào cửa thiền bớt tánh sân si. Bây giờ nếu không ghi gì hết thì ta nói cây cột. Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó, tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc. Quý vị tới chùa này ngàn lần vẫn phải đọc câu đó ngàn lần. Vào cửa Phật sanh tâm hoan hỷ, đến cửa chùa bớt tánh sân si. Em mới thấy, bước xuống xe bớt em đọc cái em bỏ túi rồi đó. Vậy thì quý vị thấy không? Lấy cái tiền của là cái bất kiên, nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa là kiên. Mình có 10 đồng, 20 đồng ăn hết rồi, nhưng mà lấy 20 đồng, 30 đồng đó làm cặp đối để trước cửa chùa, 100 người tới đọc, 1000 người tới đọc. Mà người ta đọc xong câu đó rồi, ta bỏ được chút sân si, ta sanh được chút quan hỷ, có phước không? Có phước. Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Và cái bố thí đó mình không thấy phước, nhưng mà không có mất, vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng, không có ai giữ, nhưng mà có người giữ, phải không? Nhân quả giữ cho mình. Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à, chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à. Quý vị biết bên Mỹ mà nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết, tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền. Nhưng mà gặp những cái thành phố, những cái nơi mà thiên tai liên tục, bảo hiểm sập à. Ví dụ như ở bên Texas có những vùng mà thiên tai mà gì mưa đá đó,
Có những lần mưa đá nó, cái cục đá nó to như cái chén vậy đó. Nó rơi xuống là lũng xe nè, lũng kiến nè, hư nhà nè, bảo hiểm phải đền hết. Và có nhiều hãng bảo hiểm là tiêu luôn. Vậy thì quý vị thấy cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được, phải không? Cho nên người ta nói có tiền á, mình mua được cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian. Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mình có tiền mua được thuốc bổ uống nhưng không mua được sức khỏe. Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được. Thì bố thí, phước đức mình không có mua, nhưng mình đem hiến tặng, tự nhiên đó nó sanh, không ai giữ cho mình. Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng ta lấy cái tạm đó đổi cái khá hơn, đổi cái tốt hơn. Ví dụ mình có 100 đồng in kinh sách mà còn đó, mà người nào mà ta khổ đau hoặc những lúc mình buồn khổ mình mở ra mình đọc thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm. Cho nên là trong đoàn đi hành hương á, tuy đi hành hương là cũng thích mua bánh, mua kẹo, mua quần áo, nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi. Không biết niệm nhiêu không biết niệm nhiêu, không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm. Đeo lủng lẳng chơi gì cũng được. Thôi kệ đi, ta thay vì ta mua đao bông tai, ta mua cà vạt, mình mua cà sa để dụ vậy đó. Cho nên nhớ, tiền của là của tạm, nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này mua cái khác, nó khá hơn, nó tốt hơn. Hiểu được chỗ này không? Cái này gọi là bất kiên tài đổi thành kiên tài. Đạo Phật gọi là dịch. Dịch là xê dịch, biến dịch, mình dời đổi đi. Đấy, cái này nè, để nó không ngay, chỉnh cho nó ngay. Đó, tu đó. Tu là vậy đó, không có gì đặc biệt hết, tu đơn giản vậy thôi. Đi bước vô cửa chùa thấy đôi dép không ngay, sửa đôi dép cho ngay lại. Anh nào sửa được đôi dép ngay anh nó tu được. Còn anh nào lật đật vô lễ Phật để Phật chứng minh mà hai đôi dép nhịn được. Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được. Phật tượng này không có nói được, mà Phật sống nó nói ai để đôi dép vô duyên. Cho nên là mình phải nhớ là mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè. Tu được hay không là cái áo mình máng lên nè. Tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không, mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi kệ, dục đó đi, ai muốn rửa thì rửa, ai muốn làm gì làm. Cái tâm đó khó tu lắm, tại mình chưa chỉnh được cái tâm, nội tâm mình mà. Mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh, làm sao phổ độ chúng sanh. Mà cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được, mình chỉnh ai? Mình chỉnh ai? Thí dụ bây giờ mình nói ê sửa đôi dép coi, bà nhịn đôi dép bà kìa, ông nhịn đôi dép ông kìa. Mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác. Cho nên mình tu ở đâu không biết, nhưng mà đời sống hằng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi, nghe đời sống của mình thôi. Cho ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó, thấy không? Quanh năm suốt tháng thôi kệ, tối nay về ngủ tiếp mày sửa làm chi. Cho nên cái giường không bao giờ ngay ngắn, mền gối lúc nào cũng từ lưa ra đó. Thì quý vị nghĩ mình không chỉnh được cái đó, mình chỉnh cái gì giờ? Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè, phải không? Cho nên cái đó tu là chỉnh, là sửa. Cho nên người ta có một cái quẻ bói toán kêu là quẻ dịch. Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó biến dịch. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta từ một người dở chúng ta dịch, tức là chúng ta sửa đổi. Nhà Phật gọi là tu. Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết, tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta. Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không? Đấy, tiền của cũng là của tạm đó, nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác, tìm một cái khác nó khá hơn, thì đây là cái sự tu tập. Tiền mình để trong giỏ, để trong nhà băng ngoài, cho con đi học. Thế mà con đi học là mình lấy cái của tạm, tiền không có cho nó được sự thông minh. Nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết.
cái này nó khá hơn chứ. Rồi từ cái sự hiểu biết này á, nó đầu tư việc khác nữa, nó tăng trưởng lên. Cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến, mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy. Cho nên á, mình tu á, thí dụ như trước hết mình nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để mình tăng trưởng cái trí thức, cái hiểu biết của mình. Nhưng chữa đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha. Mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu. Và từ cái tu nó tăng trí tuệ. Trí thức khác với trí tuệ. Trí thức là do người ta chỉ cho mình, người ta dạy cho mình. Trí tuệ là do mình tu. Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái Facebook, anh phát minh được Internet đó, anh đã trí tuệ đó. Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học những cái căn bản, lấy cái gì phối hợp với cái gì để phát minh ra được cái đó. Ở đây Pháp Hòa đi, Pháp Hòa thấy mình ở nước Nhật lâu, mình cũng biết người Nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức, phải không? Rất là đẹp, rất là nghệ thuật, hay lắm. Nhưng mà người ta đâu phải tự đâu, từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến. Thí dụ ở đây quý vị có lá đỏ, lá mùa thu đẹp lắm. Mai mốt á, mình tổ chức thiền trà, mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó, thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô, lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ, để cái bánh trên chiếc lá thu đó, vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật, mà vừa nhìn rất là thiền vị. Mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ, mình vá vô cái áo rách, thì mình đắp vô vậy cũng được, nhìn nó vuông vuông vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó, mình cắt thành chiếc lá, thắt thành bông này bông kia, mình đắp vô cái chỗ giá đó, tự nhiên có nguyên cao bông. Ai biết mình mặc áo giá? Ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tu đó. Mình không bao giờ phí cái gì hết. Mà ở đây Pháp Hòa nói, nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có. Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh, thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm, ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn, này dại. Dĩ nhiên đó là quyền của mình, không ai cấm cản gì được hết. Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa nhận thức, thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì. Vì rõ ràng trong cuộc sống, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi chỗ tốt, cái gì cũng muốn số 1 hết, cái gì mình cũng muốn tốt hết. Mà chính thân tâm này chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó thì nó uống đi. Thế thôi. Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết. Mình muốn sao đó là tùy mình, vì tất cả do tâm mình muốn. Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy. Thứ hai, và quý vị thấy được cái một cái rồi ha. Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn. Cái thứ hai nè, bất kiên thân đổi thành kiên thân. Thân này bất kiên phải không? Bất kiên là gì? Thân không kiên cố, nay đau mai mịn, phải vậy không? Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được. Không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được. Và thậm chí lo lắng, lo lắng, sợ già, càng mau già, tại cái sợ nó là mình già mau hơn. Cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố. Mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố. Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè: đất, nước, gió, lửa. Mà đại chúng nhìn kỹ coi, cái thân này là mình sống mỗi ngày là mượn. Mượn không, không phải của mình. Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng, 2 tiếng sau trả. Trả xong cái đi mượn buổi trưa, lát trả. Đó mình nói về đất nha. Về nước ha, uống ly vô, mượn, trả. Nhưng mà cái đó trả vài tiếng, ăn cũng vài tiếng trả, uống vài tiếng trả. Hơi thở này trả trong từng giây phút nè. Hít vô mượn, thở ra trả. Hít vô mượn,
thở ra trả. Bữa nào nó biểu tình nó nói không cho mượn nữa, nằm ngay đơ. Có phải không? Mình đâu có phải của mình. Nếu mình nghĩ cho kỹ, cái thân này không phải của mình. Sống cái thân này mượn hết, mượn hết. Buồn ngủ quá mượn ly cà phê, mà tới hồi mà cái thân này nó lờn cà phê rồi, bao nhiêu shop nó cũng thế thôi. Vì sao? Vì đây là cái thân tạm. Vậy thân này bất kiên, thân này bất kiên, nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn là do chúng ta tu tập. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta hay đọc nè: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên mãn báo thân lô xá na Phật tức là cái pháp thân thanh tịnh. Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh. Và pháp thân này từ đâu mà có? Do tu mới có được. Pháp Hòa ví dụ, cái thân này mình đang có là báo thân nha. Đó, lùn cao, mập ốm, đẹp xấu gì, thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân. Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gọi là ứng thân. Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe pháp là ứng thân làm Phật tử. Lát nữa đi vô bếp, cởi áo tràng ra, xả áo tràng ra, mặc áo mà làm bếp vô, ứng thân làm đầu bếp. Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi, trời ơi nguyên bãi chiến trường, mình làm ô xin. Ứng thân. Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào, tâm mình không buồn, không khổ gì hết. Tại vì mình làm bằng tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ là pháp thân. Tâm hiểu biết làm việc của mình là pháp thân. Ví dụ mình nói, thay vì mình nghĩ tại sao mà họ làm gì, không sao, mình còn khỏe, mình làm được tốt rồi, khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên, vui vẻ lên, pháp thân. Và thân này rửa chén cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thân. Lấy cái báo thân này dụng nó cho đúng, mà dụng một cách hoan hỷ linh động là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân này không có hình, không có tướng, và chính không hình không tướng cho nên pháp thân này bất diệt. Còn cái thân này có tướng phải không? Hữu diệt. Ví dụ như hồi trẻ mình cao, già cái bắt đầu nó sao? Nó teo lại. Nhìn mấy trái cây biết liền chứ gì. Nhìn cái trái cây, trái quýt, trái hồng, trái táo gì đó, lúc mà nó còn tươi đó, nó là sao? Căng giòn ra. Và để nó héo rồi da nó nhăn, ăn nó mềm rũi à. Đó, nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu. Đấy, lấy cái hoa này nè, đó, đẹp không? Chừng 2 tuần nữa là nó rủ rượi xuống hết. Nhìn cái pháp thấy mình. Đây, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình, mình ít khi nào thấy mình. Tại vì hàng ngày mình có trang điểm, mình trét lên cho nên ít thấy. Còn này nguyên si nè. Cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài, người ta ngộ ra được cái pháp trong đó, cái người đó gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Nhìn các duyên mà giác ngộ. Pháp Hòa thưa đại chúng, mấy anh chị mình ngồi đây, có phải là mình đã từng, lý do là mình có mặt ở đây, có phải mình đi tìm sự sống không? Đi tìm sự sống. Người thì qua đây đi làm, người qua đây đi học, nói chung tất cả chúng ta. Rồi gần đây nhất mình nghe tin là 39 anh chị em của mình cũng vì đi tìm sự sống mà đã mất mạng ở trong một cái container. Chỉ cần nghe cái chuyện đó, quán cái chuyện đó, thấy là thân phận mình có phước hơn không? Phước quá chừng. Mình cũng đi tìm sự sống nhưng mà mình may mắn hơn, mình thuận lợi hơn. Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua thì cái khó khăn của mình không so được với cái khó khăn của các anh chị đó. Và người ta vẫn chấp nhận nằm chồng chất trên nhau trong một cái thùng đó để chỉ đi tìm sự sống thôi. Thì cuối cùng các vị đó không tồn tại. Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây, nhưng mà mình may mắn hơn, lấn nhưng mà cũng có chỗ để còn, để mình văng ra mà sống. Cho có một cái câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này. Mà đúng như vậy. Trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình. Chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành, mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống.
Ví dụ đói bụng quá tranh thủ giờ ăn, thậm chí đi gấp thức ăn tranh thủ cái bụng cái bụng mình đói mình phải lấy nhiều một chút, mình tranh giành cũng có, tranh thủ cũng có, tranh thủ để tranh giành. Nhưng mà rồi cuối cùng cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng với người tu nó hai câu cuối nè: nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cái chỗ đó là cái chỗ tu đó. Cái chuyện mà vạn vật tranh sống trên trái đất này là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người học Phật, đối với người tu của chúng ta, mở lòng chút, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cho nên Phật nói cho mình nghe, thân này là khổ, là tạm bợ. Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu. Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ để mình tu, để mình có được cái thân bất hoại. Ví dụ như mình có cái thân nè, Phật dạy mình tu bằng cái thân là: đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng làm những việc sai quấy với hạnh phúc gia đình người khác. Ba cái đó là tu thân. Có cái miệng nè, Phật dạy tu cái miệng. Không biết tu nó lùm la lắm. Biết tu nè: đừng có nói dốc, nói dối, lường gạt người ta. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa, nói những câu chuyện không cần, đó là đi học đầu này học đầu kia, đó là lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều. Rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta, mày ăn cái đó vô mày chết, thế này thế kia, mắng xả người ta, đó là ác khẩu. Rồi nói những lời vô ích, đó là nói những lời ý ngữ lường gạt. Vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi: nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè. Phật nương vô đó, Phật nói: con có cái miệng tu ngược lại, thay vì con nói dối con nói thật, thay vì con đâm thọc con hàn gắn, thay vì con chửi rủa con nói lời hiền lành, thay vì con nói lời vô ích thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích. Rồi cái tâm của mình, hàng ngày mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, Phật cũng nương vô đó. Phật nói: thay vì con tham á, thôi con tập đi, ít muốn biết đủ, thấy nhiều cũng đủ cái con giảm tham. Thí dụ mình đói bụng dữ lắm, nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi, nhường cho người sau có người ta ăn, mọi người có để vui, rồi lát dư mình trở lại miếng nữa. Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền. Tranh thủ lẹ lẹ thì có nhiều món ngon lắm. Thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu, nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết, ta thấy cách gấp người ta biết. Cho nên hồi xưa có ông thầy á, ông ăn cơm với đệ tử, ông nhìn xuống đệ tử để ông biết cái trình độ tham của mỗi đứa, để ông chỉ ông tu. Cho nên như ý là những bậc thầy mà tinh tế đó, các ngài hay lắm. Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó. Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có an lạc không, hay là mình đang ăn đậu phộng. Thấy cái cây nhang mình cắm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa, mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mõ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc, phải hát đúng tâm trạng. Cho nên tâm nó là lột, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình. Cho nên á, cái thân này là cái thân tạm, nhưng từ mượn cái thân này chúng ta tu tập để chuyển hóa. Như thân này có sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này có nói những lời không đúng, tâm này có nghĩ tham sân si, thì chuyển cái đó thành cái khá hơn. Biết thân này tạm bợ, nhưng mà không có thân này tu không được. Cho nên ngày xưa có vị nói như thế này nè:
chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Mình có khổ là tại mình có thân. Không có thân khổ nó đâu có nương vào đây mà nó có được. Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau, lạnh biết run, nóng biết nực, ăn cay biết. Nói chung là có thân cho nên bao nhiêu cái cảm xúc gì nó gửi gắm vào đó hết. Nhưng mà người tu thì chúng ta không phải bỏ cái đó, mà chúng ta biết nhìn nó, chuyển nó. Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân, mà phải mượn thân này làm chiếc đò qua sông. Ví dụ như mình có cái hai tay thích chơi đánh bài, xòe, kinh, chồng gì đó, giờ lấy tay này lần chuỗi, cho dù là lần chơi chơi nhưng mà vẫn hơn ta đi xòe chơi, ta đánh bài chơi, thì cái kia nó không hay. Nó tập cho mình tăng trưởng. Cho nên chơi đánh bài cũng vậy. Thí dụ mới đầu là mình chơi cho vui, nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền, và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó. Thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn, bởi vì nghiệp là nó tăng chứ đâu giảm. Để ý có phải không? Cho nên thí dụ như bây giờ á, mình lấy cái thân này, tạm này, mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại, bằng cách là mình tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy thì thân này là tạm, nhưng biết mượn thân này tu á, thì thân này có thể làm ra những cái hay lắm. Đó, bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới, quý hòa thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên, giờ các ngài đi hết rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đấy. Đó, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi du lịch là một phần gì thắng cảnh, nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu? Nằm trong chùa. Quý vị để ý coi, anh đó anh đạo diễn biết, nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào trong cái chương trình đi du thắng cảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái chùa viện. Ấn Độ cũng vậy, nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi? Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về? Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni, với nơi Đức Phật đã từng đản sinh. Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển, nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói pháp. Người ta sẽ đến núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã từng an cư nói pháp ở đó, vân vân. Rồi bây giờ các vị nào mà người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam, họ đi ra ngoài Bắc họ thăm đi, thế nào cũng phải đi chùa Một Cột. Họ ra tới Huế họ thăm, thế nào phải đi chùa Linh Mụ. Họ vô trong miền Nam, thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi. Như vậy thì quý vị thấy, họ đi qua Trung Quốc á, họ du lịch á, để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành. Nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết. Bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi. Pháp Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương, ở Hàn Quốc á, giờ Tin Lành phần lớn nè. Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt, có những người ta đâu biết không. Nhưng mà học sinh nó đi vô trường nó học á, nó phải học sử học về quốc gia đó. Mà hãy nói về sử học thì phải nói về những cái địa danh như chùa viện. Cho nên học sinh nó kéo nhau đi rần rần vô các cái thánh tích để làm gì? Nó nghiên cứu, nó học tập. Cho nên làm gì làm, họ không có phủ nhận được cái ngàn đời của đất nước họ, đó là chùa chiền, đó là đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật đã đến với đất nước đó. Đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ 6, 528 sau Tây lịch. Đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy. Cho nên ngay cả đất nước Việt Nam mình, nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều, tại vì không có cái chương trình học cái đó. Còn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có. Học sinh học sử là phải nói đến những chùa viện, cho nên phải dẫn nó tới đó, nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu.
Họ tự hào về những cái gì mà đất nước họ đã tạo lên được. Ví dụ như cái người dân ở Kyoto, họ tự hào về cái chùa vàng. Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà cao 120 mét. Thí dụ vậy đó. Cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình có chùa một cổ, có chùa Linh Mụ, còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa. Thì chúng ta lấy cái thân tạm này, chúng ta làm những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đây, thầy trụ trì đây cũng sẽ đeo Phật một ngày, nhưng mà ngôi chùa này, đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy. Đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng. Tương lai nó còn không mình không biết, vì đây cũng là tạm thôi, chùa viện nó cũng tạm thôi. Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây, đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây. Mà không phải thầy không, mà những thầy khác nữa, những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây. Mà không phải ở đây không, mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài, ngoài nước Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, các nơi. Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết. Chùa viện không biết còn ai giữ, không biết. Nhưng mà lịch sử không thể thay đổi. Đó là cái thứ hai, phải không? Vậy cái thứ ba là gì? Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng. Kiên mạng là gì? Là mạng sống của chúng ta. Mạng sống mình yểu thọ không biết, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường. Pháp Hòa ví dụ như có những người người ta chết yểu. Thọ mạng của chúng ta, mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết, không biết được. Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết không biết chừng nào chết. Anh chị đó chỉ có mang hỏi chị được mấy tháng, và được 3 tháng rồi. Tự mình có câu trả lời luôn. 6 tháng nữa sạch. Vì căn bản một đứa nhỏ trong bụng mẹ là 9 tháng. Mà nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà hỏi chừng nào anh chết. Bị chửi liền chứ có câu trả lời nữa. Chưa kịp có câu trả lời nữa. Ta dệnh cho một câu liền. Không biết được. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vậy thì cái mạng của chúng ta là cái đời, cái mạng là gì? Là thọ mạng mình không có kiên cố. Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào để nó kiên cố? Có những người người ta chết trẻ, nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài, nói mãi, nó không cùng không tận. Tại sao? Vì người đó dù sống 30 năm thôi, mà 30 năm nó làm lợi ích cho quá nhiều người. Người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi, mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên thọ mạng họ, cái thân mạng họ, cái đời sống họ có limit, có hạn lượng. Nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng. Xin lỗi đại chúng, Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi? 80 à. Có 80 tuổi à. Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà. Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả 100 tuổi. Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Hòa biết ở dưới miền Tây, Sa Đéc, 103 tuổi rồi đó. Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn, mà thỉnh sư bà niệm Phật, sư bà còn niệm giống giạc Nam Mô A Di Đà Phật cho đại chúng nghe. Rồi có những người á, người ta sống ngắn lắm. Cái thọ mạng á, nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái đời sống này, thọ mạng này thì ngắn nhưng mà mãi mãi bất diệt. Cho nên Đức Phật mình á đã xa mình hơn 2000 mấy trăm năm rồi, phải không? Vậy mà đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu. Khắp nơi trên thế giới. Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật mãi trong lòng của, cho nên bất tận. Và chúng ta lấy cái thọ mạng ngắn ngủi này gọi là bất kiên mệnh đổi thành kiên mệnh. Vì tất cả đều là vô thường, đều là mộng huyễn. Nhưng mà có những cái nó để lại. Mặc dù mình biết vạn vật trên thế gian này, các pháp trên thế gian này tạm hết,
Vì Đức Phật đã xác định với chúng ta cái gì có hình hài thì cái đó có hạn lượng. Cái gì có hình tướng cái đó tạm thôi, không có lâu bền. Nhưng mà có những cái, nhưng mà mượn cái đó để chúng ta lưu lại những cái lâu bền. Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm khác. Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật ở thế giới của mình, làm sao ông gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Tại vì Đức Phật này giới thiệu, Đức Phật này nè, quảng cáo dùm cho Phật kia. Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai. Mình biết Phật Di Đà là do cụ này cụ quảng cáo. Cụ nó ở Tây Phương Cực Lạc có ông cụ hiệu là A Di Đà. Ôi ở cõi đó đẹp lắm, thù thắng lắm. Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình khổ đau hoài phải không? Về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ, kết làm bạn mà bồ làm bạn bất thối. Còn ở dưới này là bạn thối, chữ thối này không phải thúi nha. Thối này là lui sụp. Mới đầu thì mặn nồng lắm, mặn mặn từ từ lạc nhách. Cho nên rốt cuộc là thân thiết là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Cho nên là cõi đời này nó có những cái tụ tán. Ở trên đó không có tụ tán gì hết, bình thường. Thương nhau là bình đẳng. Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta, cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no, phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng mệt. Nó vậy thôi. Đó. Hễ mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân. Cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage, tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc. Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường, khỏi cần thuốc, không cần gì hết. Cho tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường. Vì bình thường chính là cõi mà chúng ta muốn. Vì cái bình thường này nghĩa là gì? Không phải là nothing, không phải gì hết. Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ, đi làm, mỗi ngày vẫn có việc để làm, tiền lương đủ sống là bình thường á. Chứ đừng muốn bất thường nha. Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán. Vậy bữa nào bất thường nó trời, tôi chỉ muốn đời tôi bình thường, sao nó không bình thường? Chúng sanh chịu không nổi. Mình chịu mình không nổi mà, phải không? Cho nên thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa thưa quý vị ba việc ha. Mình lấy cái bất kiên tài đổi cái kiên tài, lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân, lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh. Mà kiên mệnh là gì? Tức là những cái thọ mạng miên trường. Không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè, đây, đời tha sống ngắn lắm. Nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sau. Cho nên á, Đức Phật của mình là một ví dụ. Ngạ Nan là một ví dụ. Quý vị thấy Ngạ Nan không? Thọ mạng của Ngài trong kinh nói Ngài sống tới 120 tuổi nha. Thọ mạng Ngạ Nan 120 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết. Nhưng mà những gì Ngài nhớ lời Phật dạy, Ngài nói lại với mình tới giờ không có quên. Mở kinh ra tôi nghe như thế này. Ai nghe? Ngạ Nan nghe. Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngạ Nan nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này. Nghe là sao? Đích thân tôi nghe. Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại à. Nghe đúng như vậy. Cho nên chữ Hán gọi là như thị ngã văn. Có nhiều vị người dị dịch xác là như vậy tôi nghe. Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy, chứ không có xê dịch. Còn mình giờ nói xong rồi ai nói? Tôi đâu biết tôi nghe nó nói. Nhưng mà lúc đầu nghe nói, nói nghe giỏng giạc lắm. Chị biết gì không? Nó mới vượt hụi người ta đó. Đói đã đời người ta hỏi sao chị biết? Tôi nghe người ta nói.
Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè, giờ có nó này chị hỏi đi, tôi không biết gì đâu. Cho nên mình không có giống ngà nan là vậy. Lúc nghe nghe dễ sợ lắm, lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống dạc lắm, nhưng mà tới hồi hỏi là mình, tôi không biết gì, đừng hỏi tôi, tôi vô tội, thôi để yên cho tôi tu. Rồi thì thôi, sáng hôm nay thăm đại chúng, thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha. Rồi đại nhớ, đại chúng nhớ nè, tiền của này cũng không tạm, thân này cũng tạm, mạng sống mình cũng tạm. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái kiên cố, cái khá hơn. Rồi chúc đại chúng có buổi sáng an lành, rồi chiều nay chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ mấy giờ rồi? À đúng giờ ngọ ha. Giờ ngọ nó giờ linh đó. Rồi thưa đại chúng, hôm nay mình sinh hoạt ở đây một ngày, thì buổi sáng thì chúng ta pháp thoại, buổi chiều thì chúng ta có phần vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, xin đại chúng ghi ra tờ giấy, rồi mình để vô cái chuông này sớm để đủ thời gian chúng ta chuẩn bị. Dạ thì xin đại chúng chắp tay hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.